Qua ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt là tiếng chuông điện thoại của tôi vang vang không ngừng. Là anh Hùng gọi tới. Tôi bấm máy nghe, bật loa ngoài. Giọng anh Hùng nói trong điện thoại: "Em dậy chưa? Giờ này còn ngủ sao?" Tôi liền trả lời anh: "Em dậy rồi ạ. Tại vừa rồi em còn đang bận chút việc trong bếp thôi." Anh Hùng không biết tôi đang nói dối anh. Vì tôi cảm thấy xấu hổ nếu anh biết tôi đang ngủ nướng. Anh nói: "Chăm chỉ quá nhỉ, sáng sớm đã dậy vào bếp rồi sao? Không biết nay anh có vinh dự được thưởng thức bữa sáng do chính tay em làm không đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi anh: "Thưởng thức bữa sáng là sao ạ? Ý anh nói vậy là sao? Anh muốn tới nhà em sao ạ?" Anh Hùng nói: "Anh đang ở dưới sảnh chung cư nhà em đây. Vừa đưa Phong tới công ty, nãy đi qua đây cậu ấy chỉ cho anh biết em sống ở đây. Nên là lúc tiện đường anh dừng xe lại, muốn là mời em đi ăn sáng. Nay em lại đang chuẩn bị đồ ăn sáng tại nhà. Anh đang rất tò mò, muốn biết tay nghề nấu ăn của em ra sao, mà có thể làm thằng bạn thân của anh rung động đến mức mất ăn mất ngủ như vậy." Tôi nghe vậy thì liền thật nhanh ngồi bật dậy. Tôi vẫn giữ máy. Tôi đi kiểm tra tủ lạnh và rồi thở dài nhẹ nhõm khi thực phẩm bên trong vừa đủ cho 2 suất ăn sáng. Tôi nói với anh Hùng: "Được chứ ạ? Chỉ sợ là anh chê tay nghề của em nấu ăn không được ngon thôi." Anh Hùng cười trong điện thoại: "Vậy thì hôm nay anh là khách của em rồi. Em không mời khách lên nhà uống nước hay sao?" Tôi chợt nhận ra là mình sơ ý quá. Tôi chỉnh lại đầu tóc và quần áo gọn gàng. Tôi rời căn hộ và đi nhanh vào thang máy để xuống sảnh tầng 1. Anh Hùng nói đúng. Tôi vừa xuống tới nơi là đã nhìn thấy anh Hùng đứng bên cạnh ô tô của anh rồi. Anh đi về phía chỗ tôi. Khi cả hai vào chung thang máy, anh nói: "Sáng nay anh đưa Phong tới chỗ làm. Trên đường có nghe cậu ấy nói về em và Hạnh. Em là con gái của cha dượng cô ta thật sao?" Tôi gật đầu trả lời anh Hùng: "Vâng ạ." Anh Hùng thở dài rồi nói: "Xưa giờ tính của Hạnh bướng bỉnh, tổng giám đốc cưng chiều quá nên là hư. Nếu như em và cô ta nhường nhịn nhau thì còn đỡ, chứ nếu mà ghét nhau thì..." Tôi biết là anh Hùng đang muốn nói gì. Nếu tôi ở công ty ngày ngày đối mặt trực diện với Hạnh thì có thể khó mà được yên thân với cô ta. Tôi nói với anh: "Em hiểu ý của anh rồi ạ. Nhưng mà em không sao đâu. Cảm ơn anh và anh Phong đã nhắc nhở em. Em biết phải làm thế nào mà." Anh Hùng gật đầu và nói với tôi: "Nếu mà em đã chuẩn bị tâm lý trước như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà xem ra em phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà có chuyện này chắc em chưa biết. Phong dặn anh không được nói với em. Nhưng mà anh nghĩ nếu không nói cho em biết để em vững tâm lý thì sau này sẽ không thể nào trụ vững ở công ty được." Nghe anh Hùng nói xong, tôi tò mò nên hỏi anh: "Chuyện gì mà bí mật vậy ạ? Em không sao đâu mà, anh cứ nói cho em nghe đi." Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Tôi và anh Hùng đi ra khỏi thang. Lúc cả hai đi về căn hộ chung cư của tôi, anh Hùng có nói: "Chắc em biết Phong là con nuôi của tổng giám đốc, có đúng thế không?" Tôi gật đầu ngay: "Vâng, chuyện đó anh Phong đã nói cho em nghe rồi." Anh Hùng nói tiếp: "Hạnh có tình cảm với Phong. Việc này anh tin cậu ấy chắc chắn còn chưa nói cho em nghe, đúng không?" Nghe tới đây thì tôi đứng lặng người mất vài phút và không thể bước tiếp được nữa. Tôi có nghe nhầm không? Hạnh yêu Phong. Bảo sao lần trước tôi nói rằng tôi và anh ấy yêu nhau. Chẳng trách cô ta lại có thái độ tức giận với tôi như thế. Cũng may là hôm đó có anh Hùng tới kịp thời có mặt, chứ nếu không là tôi khó mà chống đỡ nổi cơn giận dữ của cô ta rồi. Tôi lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân và tiếp tục đi cùng anh Hùng về căn hộ. Lúc đứng trước cửa để mở khóa, tôi quay sang nói với anh: "Anh không biết chứ, hôm qua em đến phỏng vấn. Lúc mà anh chưa vào phòng thì em đã nói cho anh biết về mối quan hệ của em và anh Phong rồi. Thật là may lúc đó anh đã có mặt kịp thời giải cứu cho em. Giờ nghĩ lại thì em vẫn phải cảm ơn anh Hùng ạ." Anh Hùng cười rồi đi theo tôi vào trong căn hộ. Tôi nói anh ngồi xuống ghế sofa đợi mình, còn mình thì đi vào bếp lấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn mang ra bàn. Cũng may là vẫn còn nóng, chưa nguội. Nhìn đồ ăn tôi mới đặt xuống trước mặt, anh Hùng nói: "Thật không ngờ tay nghề của em lại được quái chứ nhỉ. Anh không nghĩ em làm đồ ăn trông lại hấp dẫn thế này đâu." Tôi liền nói với anh: "Anh đang nói gì vậy chứ? Anh cứ làm như phụ nữ văn phòng nấu ăn đều dở ấy, nên phải đặt đồ ăn rồi đợi shipper mang đến hay sao? Nếu mà anh có suy nghĩ như vậy trong đầu thì phải bỏ ngay đi đó, biết chưa?" Anh Hùng nghe tôi nói thế thì cười trừ. Anh đưa đũa tới gắp thử một món ăn trên bàn rồi đưa nhanh vào miệng. Vừa ăn anh vừa nhìn tôi và nói: "Ngon, ngon lắm luôn đấy em. Cậu Phong mà có thể cưới được em làm vợ thì đúng là cậu ta quá may mắn rồi." Tôi cười rồi quay ra nói với anh Hùng: Anh lại nói quá rồi, em chỉ có biết làm vài món thôi. Nếu mà làm vợ đảm đang nội trợ thì vẫn còn phải học nhiều lắm anh à. Anh Hùng ăn sáng cùng tôi xong thì đợi tôi dọn chén bát dơ. Lúc tôi dọn dẹp xong xuôi thì cũng tới giờ phải đi làm, nên cả hai rời khỏi căn hộ của tôi để xuống sảnh tầng 1. Lúc lái xe ra dừng trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống, anh Hùng hỏi: Em đến công ty cùng anh chứ? Tôi lắc đầu từ chối. Em cảm ơn anh đi trước đi ạ. Em sẽ tự đi xe đến công ty. Anh Hùng gật đầu rồi anh nói: Được rồi, cảm ơn em vì bữa ăn sáng nhé. Vậy anh đi trước đây, hẹn gặp em ở công ty. Chúc em có thể vượt qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay một cách thuận lợi nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Hùng lái xe ô tô đi khỏi sảnh chung cư. Tôi quay người đi vào nhà để xe của tòa nhà để lấy xe máy đến công ty. Hôm nay tâm trạng của tôi đã phần nào khá hơn hôm trước rất nhiều. Có thể là vì người phỏng vấn tôi hôm nay là anh Hùng, chứ không phải là Hạnh. Tôi gửi xe máy vào bãi xe của công ty, đi theo lối đi cũ tới văn phòng làm việc của anh Hùng. Đang đứng trước cửa phòng đang đóng kín, tôi khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa và nghe giọng nói của anh Hùng khẽ vang lên: Lan đến rồi đó hả em? Mở cửa vào đây. Tôi mở nhẹ một bên cánh cửa rồi đi vào. Trong phòng lúc này, anh Hùng ngồi ở bàn làm việc. Bên cạnh anh còn có một cô gái. Xem ra cô ta là đồng nghiệp của anh, tới dự buổi phỏng vấn này của tôi. Tôi có thể đoán cô ấy là thư ký của anh Hùng rồi. Tôi đoán vậy là vì trước mặt của cô có đặt một cuốn sổ và một cái bút. Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người họ và chào hỏi theo phép lịch sự rồi im lặng. Tôi có chút hồi hộp chờ đợi buổi phỏng vấn bắt đầu. Trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt tới mức khó thở. Như là thấy được tâm lý của tôi đang căng thẳng hơn mức bình thường. Cô gái ngồi cạnh anh Hùng lúc này mới lên tiếng: Cô đừng căng thẳng quá, chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn khi cô sẵn sàng. Bây giờ hãy dành vài phút để có thể bình tĩnh trở lại. Cô làm được chứ? Cô có cần ra ngoài hít chút khí trời không? Trong lời nói vừa rồi của cô gái ngồi bên cạnh anh Hùng có ẩn chứa chút sự giễu cợt tôi. Và tất nhiên tôi có thể nhận ra được cô ta không hề có thiện cảm với mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi của cô ta mà đáp: Không cần mất nhiều thời gian đến vậy đâu. Tôi sẵn sàng rồi. Mời Phó Tổng và cô đây bắt đầu đi. Tôi có để ý anh Hùng. Từ lúc mở cửa vào phòng vào trong đến giờ, anh rất nghiêm túc. Gương mặt của anh không hề có một chút sắc thái biểu cảm nào cả. Xem ra có thể là do cô gái đang ngồi bên cạnh anh nên anh mới nghiêm túc như vậy. Anh Hùng liên tục hỏi tôi những câu hỏi về chuyên môn. Anh hỏi tôi trả lời. Và cứ thế cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ mới kết thúc bằng câu hỏi của cô gái đang ngồi bên cạnh anh Hùng. Cô Lan, cô nghĩ sao nếu sau khi phỏng vấn và cô được chọn vào làm việc trong công ty? Cảm giác của cô thấy thế nào? Tôi liền trả lời câu hỏi của cô gái kia mà không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu được chọn vào làm việc trong công ty, cảm giác của tôi khá hài lòng về bản thân. Tôi tự tin vào năng lực của chính mình. Nếu vượt qua phỏng vấn, tôi sẽ dùng năng lực của mình để có thể phát huy hết khả năng bản thân trong công việc. Cô gái không nói gì thêm. Cô ta tay vẫn còn cầm cái bút và quay tít như một cái trong chóng tre trên tay. Cô ta bất ngờ dừng lại rồi viết thêm một dòng chữ vào trong cuốn sổ. Rồi sau đó cô đưa tay kia tới đóng sổ trước mặt lại và nhìn anh Hùng ngồi bên cạnh. Cô hỏi anh: Anh Hùng, buổi phỏng vấn xong rồi anh thấy sao? Anh Hùng quay qua nhìn tôi thật nhanh. Ánh mắt của anh trở lại trước mặt cô gái kia rồi nói với cô ấy: Rất tốt. Khi nghe anh Hùng nói xong, cô gái quay ra nhìn tôi và đứng dậy đưa tay tới trước mặt tôi thì dừng lại. Tôi thấy vậy thì thầm hiểu ý của đối phương. Tôi đứng thẳng người, hai mắt trở nên tự tin hơn vào bản thân. Tôi đưa tay tới nắm nhẹ lấy bàn tay đang chờ sẵn kia của cô gái. Tôi nói: Cảm ơn cô và Phó Tổng Hùng đã dành thời gian vàng ngọc cho tôi. Cô gái nghe tôi nói vậy thì liền mỉm cười và nói: Chúc mừng cô gia nhập công ty của tập đoàn Bảo Nam. Chúc cô sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc và tương lai có thể phát triển hơn nữa. Tôi cảm ơn cô gái. Mặc dù nụ cười đang nở trên gương mặt xinh đẹp kia nhìn thì thân thiện, nhưng nào có qua được mắt tôi. Nụ cười đó thoạt nhìn nhanh thì không thấy gì lạ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất giả tạo. Rõ ràng cô ta không hề vui khi tôi có thể vượt qua phỏng vấn, nhưng lại không muốn để cảm xúc tức giận kia bộc lộ ra gương mặt. Tôi đoán được cô ta như vậy là vì anh Hùng đang ngồi ở trước mặt tôi đây. Cô gái thu tay lại và quay qua nói với anh Hùng: Dự phỏng vấn xong rồi, Em sẽ trình bày lại cho Tổng Giám Đốc về yêu cầu của anh đề ra. Sẽ sớm có câu trả lời từ Tổng Giám Đốc đến anh thôi. Anh Hùng đứng dậy và đi cùng cô gái kia ra tới ngoài cửa. Anh nói gì đó với cô gái mất khoảng hơn 10 phút. Họ nói chuyện với nhau quá nhỏ nên tôi không thể nghe được. Và rồi cô ta quay người đi khỏi. Anh Hùng đi vào trong rồi quay người thật nhanh đóng cửa phòng lại. Đi về và ngồi xuống chỗ cũ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xe nhìn anh của tôi. Anh nói: Chúc mừng em trả lời rất đúng trọng tâm. Sẽ sớm có quyết định thôi. Vừa rồi như Trang đã nói đấy, Tổng Giám Đốc sớm sẽ cho chúng ta câu trả lời. Em sẽ được nhận vào công ty làm việc sớm thôi. Nghe anh Phong nhắc tới một cái tên, thì ra cô gái vừa rồi tên Trang. Tôi đang muốn hỏi về Trang thì bất ngờ anh Hùng như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Anh hỏi tôi: Chắc là em đang thắc mắc Trang làm chức vụ gì trong công ty đúng không? Rồi thì vì sao cô ấy lại có mặt ở tại đây, ngồi cùng em và anh trong căn phòng này, có đúng thế không? Tôi gật đầu ngay và như thầm nói với anh Hùng: Anh đoán đúng câu hỏi tôi đang muốn hỏi anh rồi đó. Thế cái gật đầu vừa rồi của tôi, anh nói tiếp: Trang là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc. Cô ấy được yêu cầu tới đây hôm nay để dự buổi phỏng vấn của em. Thư ký riêng của Tổng Giám Đốc? Vậy là Tổng Giám Đốc yêu cầu cô ấy tới đây, hay là anh mời cô ấy đến? Anh đã yêu cầu cô ấy tới đây. Nhưng để làm gì vậy anh? Lan à, em chưa biết đó thôi. Ở công ty này trưởng phòng nhân sự là Hạnh thì có quyền trực tiếp lọc và đào thải nhân viên vì họ mắc vi phạm về kỷ luật ra, thì một câu nói của Trang với Tổng Giám Đốc thôi cũng có thể giữ được người đó ở lại. Em có biết không? Cho nên anh nghĩ nếu Hạnh đã không mấy có thiện cảm với em, chỉ cần Trang biết rõ năng lực làm việc của em là đủ. Sau này Hạnh có muốn làm khó mà vô cớ đuổi việc em đi chăng nữa, lúc đó chỉ cần Trang nói giúp em một câu với Tổng Giám Đốc thôi cũng phải xem xét lại nguyên nhân mà trưởng phòng nhân sự đưa ra, có đúng hay là không nữa đó. Nghe tới đây thì tôi đã lờ mờ hiểu vì sao mà anh Hùng lại yêu cầu Trang tới dự buổi phỏng vấn của tôi hôm nay. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của Trang khi nãy nhìn tôi đâu có sự thiện cảm. Chắc gì sau này Hạnh có lý do nào đó để đuổi cổ tôi ra khỏi công ty. Lúc đó thì chắc gì Trang đã chịu nói giúp tôi với Tổng Giám Đốc. Em đang nghĩ gì vậy? Anh Hùng thấy tôi im lặng như vậy thì hỏi. Tôi trả lời câu hỏi của anh: À, em không nghĩ gì đâu. Chỉ là em có cảm giác rằng Trang không thích em thôi. Nếu mà cô ấy không thích em thì những gì anh mới nói đều không có ích lợi gì hay sao? Anh Hùng thở dài. Xưa nay Trang luôn đối nghịch với Hạnh. Hai người họ đấu đá nhau triền miên. Trong công ty ai cũng đều biết cả. Cho dù là cô ấy không thích em đi nữa thì cũng không để cho Hạnh đạt được ý muốn của cô ta đâu. Nên là anh rất có lòng tin ở Trang. Cô ấy sẽ không làm anh thất vọng. Em yên tâm. Cô ấy không thích em đi chăng nữa thì việc Hạnh muốn đuổi em ra khỏi công ty cũng không phải là chuyện dễ làm. Tôi hiểu anh Hùng đang muốn nói gì. Tôi gật đầu nhìn anh rồi nói: Em hiểu rồi anh Hùng. Em cảm ơn anh. Anh Hùng nhìn lên đồng hồ rồi đôi mắt có phần mệt mỏi của anh dừng lại ở gương mặt mệt mỏi không kém gì anh của tôi. Em có thể ra về được rồi. Khi nào có kết quả về buổi phỏng vấn vừa rồi, anh sẽ gọi điện cho Phong để cậu ấy còn đưa em đi ăn mừng rồi giúp em có một tâm trạng thoải mái nhất khi tới công ty làm việc. Tôi cảm ơn anh Hùng rồi chào anh ra về. Lúc ra tới sảnh công ty, tôi gặp Trang đi từ ngoài vào. Tôi chào cô ấy một câu rồi tính là đi qua. Nhưng thật bất ngờ là cô ta lại gọi tôi. Lan, cô là thế nào với anh Hùng vậy? Cô vừa hỏi tôi với anh Hùng sao? Tôi đứng gần cô như vậy. Không lẽ cô không nghe rõ câu hỏi của tôi hay sao? Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh ấy là bạn thân của bạn trai tôi. Gương mặt khó chịu của Trang dần giãn ra. Cô ấy không còn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như vài phút trước nữa. Quả là đúng như tôi nghĩ từ lúc bắt đầu buổi phỏng vấn. Trang thích anh Hùng, nên ngay từ lúc tôi bước vào phòng, Trang đã không có thiện cảm với tôi rồi. Nghe tôi nói xong, Trang liền tò mò hỏi tôi: Không biết là bạn trai cô tên gì vậy? Bạn thân của anh Hùng không nhiều. Chẳng lẽ người bạn trai mà cô mới nói đến là anh Phong, con nuôi của Tổng Giám Đốc Thịnh sao? Tôi gật đầu trước ánh mắt bất ngờ đến mức không thể nói thêm lời nào của Trang. Cô ấy đứng ngẩn ngơ như người mất hồn trong vài giây rồi mới có thể trở lại bình thường được. Nhìn tôi từ đầu đến chân, cô ấy hỏi: Cô thật là bạn gái của anh Phong thật ư? Bất ngờ thật đấy. Xưa nay anh Phong nổi tiếng chưa từng yêu, hay nói đúng hơn là trái tim sắt đá của anh ấy chưa từng rung động với một cô gái nào cả. Vậy thì rốt cuộc bằng cách nào mà cô có thể chinh phục được anh ta vậy chứ? Tôi khẽ cười rồi nói với Trang: Tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi đến với anh Phong là do ý trời. Có thể là kiếp trước tôi nợ anh ấy, nên kiếp này tôi phải ở bên anh ấy và bù đắp cho anh ấy những gì tôi nợ anh ấy từ kiếp trước cũng nên. Trang nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Xem ra khi biết tôi là bạn gái của anh Phong, thái độ của cô thư ký riêng của Tổng Giám Đốc đang đứng trước mặt tôi không còn khó chịu với tôi nữa. Không phải là cô ấy đang cười với tôi đây sao? Tôi chào Trang rồi quay người đi ra bãi để xe. Rời khỏi công ty, tôi trở về chung cư và vừa mở cửa vào nhà, ngay lập tức tôi đi thẳng vào phòng tắm thật sạch sẽ, thay ra một bộ đồ mặc ở nhà và đi thẳng vào phòng ngủ, leo lên giường. Vì hai mắt của tôi lúc này đang nặng trĩu và cơn buồn ngủ ập đến không tài nào cưỡng lại được. Điện thoại của tôi đang để ở chế độ im lặng nên trong lúc tôi ngủ, anh Phong gọi điện tới tôi không hề hay biết. Phải tới khi tôi tự mình mở mắt thì trời bên ngoài đã quá tối rồi. Đồng hồ treo tường đang là 9 giờ tối đó sao? Thật không thể tin được là tôi có thể ngủ một giấc sâu tới như vậy. Cầm điện thoại trong tay, tôi bấm số của anh Phong trong danh bạ rồi gọi đi. Ngay hồi chuông đầu tiên, anh Phong đã bắt máy. Anh hỏi tôi, giọng anh lo lắng và tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang rất lo lắng cho tôi. Em làm sao mà anh gọi mãi, em không bắt máy thế? Nghe anh Phong nói vậy thì biết là anh đang rất lo, nên tôi liền trả lời câu hỏi của anh ngay. Em xin lỗi, tối qua em để chế độ điện thoại im lặng mà quên chưa chỉnh lại, mà em lại ngủ rồi. Tôi nghe thấy tiếng anh Phong thở phào nhẹ nhõm ở đầu máy bên kia, giọng nói của anh dần trở lại bình thường. Ra là vậy, em làm anh lo quá. Vâng, sáng nay anh có đến trung tâm thương mại không vậy? Có chuyện gì vậy em? Hôm qua anh được nghỉ mà. Em quên hôm nay là cuối tuần sao? Tôi lúc này mới sực nhớ ra hôm nay là cuối tuần, nên anh Phong không phải đi làm. Tôi mừng rỡ nói với anh. Vậy chắc là anh rảnh đúng chứ? Em mời anh đi ăn một bữa được không? Hôm qua em phỏng vấn xong rồi. Anh Phong liền hỏi tôi. Em mời anh đi ăn? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Biết là anh Phong đang chọc tôi, nên tôi nói. Anh còn không nghiêm túc nữa là em không mời anh đi ăn nữa đâu đấy. Em nói thật đấy. Sau câu nói rất nghiêm túc vừa rồi của tôi, tiếng anh Phong cười trong điện thoại. Được rồi, em đừng có giận anh nữa. Vậy lát anh sẽ qua chung cư đón em, rồi hai đứa mình đi ăn mừng em đã vượt qua phỏng vấn một cách xuất sắc nhé. Tôi liền nói. Anh nói quá rồi, em nào có xuất sắc đâu, chỉ là do em may mắn thôi. Anh Phong cười. Thôi đi, em đừng có khiêm tốn như vậy. Anh biết bạn gái anh rất giỏi mà. Thôi em dậy chuẩn bị đi. Một tiếng nữa chúng mình gặp nhau dưới sảnh chung cư nhé. Vâng ạ. Nói rồi anh Phong tắt máy. Tôi cũng không nằm thêm nữa mà rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong tôi chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất để thay, rồi rời căn hộ xuống và đợi anh dưới sảnh. Đứng đợi chưa đến 1 giờ, đúng hơn là nửa tiếng, thì tôi đã thấy xe ô tô của anh Phong đi tới và dừng trước mặt. Tôi đi đến mở cửa xe và vào ngồi bên cạnh anh. Anh đến sớm hơn dự kiến đó chứ? Anh Phong quay qua tôi. Không lẽ em muốn đợi anh tới cả tiếng đồng hồ sao? Tôi cười với anh và nói. Nếu mà em phải đợi anh 1 tiếng đồng hồ thì anh sẽ chết với em. Anh Phong bật cười sau câu trả lời của tôi. Anh cho xe lăn bánh đưa tôi thẳng đến nhà hàng, nơi tôi và anh vẫn thường hay lui tới vào mỗi buổi hẹn. Anh đã đặt bàn từ trước nên vừa thấy chúng tôi bước vào là ông quản lý đã đi tới đứng trước mặt, cùng với đó là một nụ cười rạng ngời trên gương mặt của ông ấy. Ông ấy đưa tôi và anh Phong tới một bàn có vị trí rất đẹp để chúng tôi có thể ngắm cảnh hồ được dễ dàng hơn. Ngồi một lúc trong thời gian chờ nhân viên nhà hàng dọn món, tôi thật bất ngờ khi thấy anh Hùng và Trang đi từ ngoài vào tới bên trong sảnh nhà hàng. Thấy tôi đang tròn xoe mắt, bất ngờ trước sự có mặt của hai người họ, thì bên cạnh anh Phong cũng nói với tôi. Em có bất ngờ không? Tôi liền hỏi anh. Anh mời hai người họ tới đây. Anh Phong cười. Đúng là anh mời đó. Không lẽ em nghĩ có sự trùng hợp vậy sao? Trang và anh Hùng cũng rất thân với anh. Từ nhỏ bọn anh đã lớn lên cùng nhau rồi. Tình cảm cũng thân thiết như anh em trong nhà vậy đó. Nên là việc vui của em ngày hôm nay không thể thiếu phần của hai người họ được. Tôi chợt nhận ra một việc. Thì ra từ đầu anh Phong và Hùng và cả Trang nữa đều đã lên kế hoạch dành cho tôi rồi. Việc phỏng vấn chỉ là hình thức để giúp tôi có thể đặt chân vào công ty một cách thuận lợi hơn mà thôi. Mới đó mà anh Hùng và Trang đã đến chỗ tôi và anh Phong rồi. Hai người kéo ghế ngồi xuống. Trang nhìn tôi đang tròn xoe mắt nhìn cô ấy. Thấy tôi vậy thì Trang cười, rồi cô ấy nói. Xem cô kìa, có cần phải bất ngờ tới mức tròn xoe mắt nhìn tôi vậy không? Tôi giật mình khi nghe thấy Trang nói mình như vậy thì cảm thấy hơi ngại. Tôi cười trừ mà không nói gì nữa. Anh Hùng nói với tôi. Anh có tin vui cho em đây. Buổi phỏng vấn coi như thành công. Tổng giám đốc đã thông qua. Ông ấy sẽ gặp riêng em và nói chuyện vào thứ Hai tới. Tôi nghe thấy vậy thì rất vui. Nhưng khi nghe anh nói tổng giám đốc sẽ gặp riêng tôi nên có chút lo lắng. Xen kẽ đó là hồi hộp. Tôi ấp úng hỏi. Tổng giám đốc sẽ gặp nói chuyện riêng với em ạ? Anh Hùng còn chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi thì anh Phong ngồi cạnh đã nhanh miệng trả lời thay. Em làm gì mà hồi hộp vậy chứ? Chỉ là thủ tục thôi mà. Ông ấy sẽ hỏi em vài câu đơn giản thôi. Làm sao mà anh biết chứ? Nói như thế anh là ông ấy. Lúc này sau câu nói vừa rồi của tôi, Trang khẽ cười rồi nói. Cô đừng quá lo lắng về việc gặp tổng giám đốc. Những gì về cô tôi đều đã nói cho ông ấy hết rồi. Buổi gặp mặt sắp tới chỉ là để ông ấy kiểm chứng lại lời tôi có đúng hay không thôi. Quan trọng vẫn là ở biểu hiện của cô. Tôi nhận ra thái độ của Trang hôm nay đã thay đổi hoàn toàn khác so với lần gặp mặt tại buổi phỏng vấn hôm trước. Để ý thấy trong suốt bữa ăn, cô ấy luôn rất quan tâm tới việc ăn uống của anh Hùng. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng khi Trang không ngừng gắp thức ăn cho anh ấy. Anh Hùng nói với Trang. Kìa, em ăn đi chứ, gắp thức ăn cho anh hoài vậy. Tôi thấy Trang ngượng ngùng, rồi mặt cô ấy đỏ như người vừa uống rượu say vậy. Trang liền đứng lên và nói muốn đi vệ sinh, rồi quay người đi khỏi bàn ăn. Tôi thì hiểu vì sao cô ấy như vậy. Không phải là vì cô ấy đang ngượng đó sao? Tôi cũng đứng dậy và đi theo. Lúc vào trong nhà vệ sinh, tôi thấy Trang đứng trước gương, hai tay cô ấy đặt lên má. Tôi bước tới và đứng cạnh nói với cô ấy. Chị rất thích anh Hùng phải không? Trang quay qua nói. Cô cũng để ý được rồi sao? Tôi khẽ mỉm cười. Ai mà không nhận ra chứ. Anh Hùng được chị yêu thương là phúc của anh ấy. Trang không nói gì. Thấy cô ấy im lặng như vậy, tôi đưa tay tới nắm nhẹ lấy bàn tay của cô ấy và nói. Chị yêu anh Hùng thì nên nói cho anh ấy biết. Em tin là anh ấy sẽ đón nhận tình yêu của chị thôi. Trang liền hỏi tôi. Cô nghĩ anh Hùng sẽ đón nhận tôi thật ư? Tôi cười. Tất nhiên là sẽ đón nhận tình cảm của chị rồi. Vừa nãy chị không để ý thấy anh ấy rất thích được chị gắp đồ ăn vào bát đó sao? Em nhận ra được, anh ấy cũng có tình cảm với chị đó. Nghe tôi nói vậy thì Trang vui hơn hẳn. Cô ấy như đã có thể lấy được can đảm, liền nói với tôi. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ nghe lời cô. Tôi thử một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy coi sao. Tôi liền gật đầu và cả hai quay lại bàn ăn. Lúc này anh Phong và anh Hùng đang uống rượu và cười nói vui vẻ với nhau. Thấy mặt hai người cũng đỏ rồi, tôi gắt yêu anh Phong. Anh uống say rồi lát ai đưa em về đây? Anh Phong nghe tôi nói như vậy thì cười lớn và quay qua nói với anh Hùng. Hùng, hôm nay cậu thông cảm cho người bạn này nhé. Tôi không thể tới bến với cậu được rồi, để bữa khác tôi bù. Anh Hùng cũng vừa thấy sắc mặt của Trang, liền quay mặt qua nói với anh Phong. Cậu nói đúng đấy, để bữa khác đi. Thấy hai người đàn ông nói với nhau như vậy, tôi và Trang nhìn nhau cười thật tươi, như thầm hiểu ý của đối phương muốn nói gì rồi. Đến cuối bữa ăn, anh Phong nói với tôi. Để anh lái xe đưa em về chung cư. Tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh, rồi quay qua nhìn Trang thì cô ấy nói với anh Hùng. Anh ơi, nay em còn muốn đi chơi nữa. Tôi biết ý của Trang là muốn tìm một nơi chỉ có cô ấy và anh Hùng để có thể thổ lộ tình yêu của cô ấy dành cho anh. Tôi nói với anh Hùng. Đúng đấy anh đưa chị ấy đi chơi thêm đi. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của hai người đó sao? Nghe tôi nói xong thì anh Phong như thầm hiểu ý của tôi liền nói theo. Đúng đấy Hùng, hôm nay cậu rảnh quá mà. Vậy đưa Trang đi đâu đó đi chơi đi. Anh Hùng nghe tôi và Phong nói vậy thì quay qua nhìn Trang gật đầu. Thấy cái gật đầu đó của anh, Trang mừng rỡ. Cô ấy vui vẻ đứng dậy và đi ra ngoài xe chờ anh Hùng thanh toán tiền tại quầy lễ tân cùng anh Phong. Tôi đi tới và đứng cạnh Trang. Lúc này tôi nói. Em nói có đúng không? Anh Hùng không phải đang rất vui đó sao? Tôi mới vừa dứt lời thì bất ngờ trời đổ cơn mưa lớn. Thấy trời mưa, anh Hùng và anh Phong chạy nhanh tới mở cửa xe để tôi và Trang lên xe khỏi bị nước mưa làm ướt hết tóc và quần áo. Đợi anh Hùng lái xe đưa Trang đi khỏi sảnh nhà hàng, lúc này anh Phong mới quay qua nhìn tôi, anh nói nhỏ. Em muốn về chung cư hay muốn đi đâu đó chơi nữa không? Tôi liền ngượng ngùng đáp. Trời mưa thì đi đâu chơi được chứ ạ? Anh Phong cười rồi chẳng nói chẳng rằng lái xe đi khỏi nhà hàng. Ngồi trong xe cho tới khi đến nơi, tôi mới hết sức ngạc nhiên vì anh đưa tôi tới thẳng bãi biển Sầm Sơn. Trời, anh đưa em đến tận đây chơi luôn ư? Anh Phong nói. Đó, trời mưa mà ra đây ngắm cảnh mưa thì đúng là rất thích đúng không em? Bất ngờ, ánh mắt tôi và anh Phong nhìn nhau. Tim tôi không biết tại sao lúc này lại đập nhanh đến thế. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Chợt anh đưa tay đặt nhẹ lại eo tôi, rồi ôm nhẹ lấy tôi. Rồi anh kéo tôi lại gần phía anh hơn. Hai mắt tôi nhắm lại, và rồi tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại đó của anh vừa đưa tới và đặt nhẹ lên môi tôi. Tôi vòng lấy tay ôm lấy cổ anh. Chúng tôi cứ như vậy trao cho nhau tất cả dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn. Trong xe ô tô, lần đầu của tôi cứ như vậy trôi qua thật lãng mạn và đặc biệt. Tôi và anh ở bên nhau như vậy và cùng ngắm mưa cho tới cuối ngày thì thuê một phòng trong một khách sạn khá là sang trọng. Anh đặt phòng rồi dắt tay tôi vào nhà hàng ở ngay trong khách sạn để dùng bữa tối. Hôm nay đi chơi em vui chứ? Anh Phong hỏi tôi vậy nên tôi gật đầu và nói với anh. Anh làm em bất ngờ thật đấy. Em không nghĩ anh lại nghĩ tới việc lái xe ra tận đây để chơi như vậy đâu. Anh Phong cười rồi nắm lấy bàn tay của tôi, anh nói. Chỉ cần em vui thì dù có đi đâu anh cũng đưa em đi. Tôi ngượng ngùng. Anh nói vậy thôi đúng không? Anh Phong cười tươi hơn và nụ cười của anh làm tôi giống như người đang bị thôi miên vậy. Không, anh nói thật đấy. Anh hứa là chỉ cần em vui thì đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Hai má tôi nóng rực lên, ngượng đỏ cả mặt rồi mà không biết làm thế nào để hai bên má giảm nhiệt xuống. Thì may quá, một cô nhân viên phục vụ đi tới trước mặt. Mời anh chị chọn món ạ. Anh Phong nhận lấy quyển thực đơn khá dày từ tay cô phục vụ rồi đưa tới trước mặt tôi, anh nói. Em chọn đi. Vâng. Tôi mở cuốn thực đơn ra xem nhanh một lượt và chọn được vài món có giá tiền vừa phải, không quá cao. Tôi quay qua nhìn cô phục vụ rồi chỉ cho cô ấy những món mà tôi vừa chọn được. Cô phục vụ gật đầu rồi quay người rời đi. Trong nhà hàng lúc này đã khá đông thực khách. Họ cười nói vui vẻ, có bạn còn chúc nhau bia hay rượu gì đó làm cho không khí sôi động hẳn lên. Nhưng bất ngờ trong mắt tôi, khi trong số họ có một người đang ngồi im, ánh mắt đang hướng về chỗ tôi. Và rồi ngay khoảnh khắc này, khi tôi mới vừa kịp nhận ra người đó là ai, trái tim tôi lại trở nên nhức nhối. Tôi thấy không khí lúc này trở nên rất ngột ngạt. Anh Hiển, tại sao anh lại có mặt trong số thực khách đó vậy? Không phải là anh đang ở nước ngoài rồi sao? Anh về đây từ khi nào? Tại sao anh không gọi điện cho tôi chứ? Anh đang nghĩ gì khi thấy tôi và anh Phong ở bên nhau? Em làm sao vậy Lan? Em mệt hả? Anh Phong đặt câu hỏi và làm tôi giật mình. Tôi rời ánh mắt từ chỗ anh Hiển ở bàn phía xa kia mà nhìn anh Phong rồi trả lời. Em không sao ạ? Anh thấy sắc mặt em lạ quá. Em có mệt lắm không? Em không sao thật mà. Cô phục vụ ban nãy quay lại bàn cùng hai món ăn trên tay. Cô đặt xuống bàn ngay trước mặt tôi và anh Phong. Rồi lần lượt các món ăn tôi chọn đều được bày ra đủ cả. Nhìn những món ăn rất ngon và bày biện rất bắt mắt, nhưng tâm trạng của tôi lúc này lại không còn muốn ăn nữa. Anh Phong chưa biết anh Hiển có mặt tại đây, nên anh nghĩ rằng do tôi mệt vì chuyến đi xa, nên anh gắp đồ ăn vào bát rồi nói với tôi. Em ăn đi, xong rồi mình về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai anh sẽ đưa em về sớm. Vâng ạ. Tôi ăn cùng anh Phong cho đến cuối bữa tối. Lúc anh Phong đứng dậy tới quầy thanh toán tiền thì anh Hiển đi tới chỗ tôi. Chân anh có thể đi lại được bình thường rồi sao? Nhưng tôi nhận ra là chân của anh ấy khập khiễng chứ chưa hoàn toàn bình phục. Em đến đây chơi cùng anh ta sao? Tôi đứng dậy và anh Hiển đang đứng ngay trước mặt tôi đây. Nhưng hiện tại tôi là bạn gái của anh Phong rồi, nên nào tôi có thể làm cho anh ấy tổn thương được. Tôi nói với anh Hiển. Anh và em ra ngoài kia nói chuyện được không? Anh Hiển quay mặt nhìn về phía chỗ anh Phong, rồi ánh mắt anh dừng lại chỗ tôi, anh nói. Không cần đâu. Thôi, em ở lại với anh ta đi, anh phải đi rồi. Bạn anh đang đợi. Tôi im lặng không nói gì, anh Hiển quay người đi thẳng ra sảnh chính. Anh không quay lại nhìn tôi, chắc hẳn anh biết giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn là tình cảm anh em, chứ không còn được như trước nữa. Anh Hiển đi rồi, lúc này anh Phong vừa hay trở lại bàn, anh đưa tay tới trước mặt tôi. Nào, đi về phòng thôi em. Vâng ạ. Tôi đứng dậy và anh Phong đặt nhẹ tay lên eo của tôi. Hai chúng tôi đi về vào lối thang máy. Lên đến phòng, anh Phong nói với tôi. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy. Anh đi tắm trước đi, em muốn ra ban công ngồi hóng gió một lát. Được rồi. Anh Phong cởi đồ rồi đi vào phòng tắm. Tôi thì đi ra ban công ngắm cảnh bãi biển phía xa kia. Từng đợt gió biển thổi vào mặt làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nghĩ tới anh Hiển, tôi lại cảm thấy bản thân thật là khó chịu. Trong ánh mắt của anh nhìn tôi lúc ở nhà hàng, có chút thất vọng. Anh đang buồn vì tôi đã thay đổi hay sao? Nhưng nào có thể như vậy. Anh là người bỏ tôi lại cơ mà. Chính anh là người muốn chia tay tôi đó thôi. Tôi làm gì sai để anh ấy phải thất vọng về tôi như vậy chứ? Tôi đứng được một lát thì anh Phong gọi tôi vào trong. Tôi đi tắm và lên giường nằm. Anh Phong vòng tay ôm lấy tôi ngủ. Anh ngủ rất dễ. Mới đó mà tôi đã nghe thấy hơi thở đều đặn của anh rồi. Tôi thì vẫn chưa ngủ được, vì vẫn còn nghĩ đến anh Hiển. Tại sao hình ảnh của anh ấy cứ mãi ở trong tâm trí tôi hoài vậy? Không tài nào tôi có thể gạt bỏ đi suy nghĩ về anh ấy cho được. Nằm thêm được một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì thấy anh Phong đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở bàn hết rồi. Thấy tôi dậy, anh đi tới và nằm xuống bên cạnh thì thầm vào tai tôi. Tình yêu của anh dậy rồi đó ư? Em mau đi tắm thay đồ rồi vào ăn sáng cùng anh. Lát ăn xong thì mình về lại Hà Nội nhé. Tôi liền gật đầu, ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau thay đồ xong, tôi ra bàn ăn sáng cùng anh Phong. Xong thì cũng hơn 8 giờ sáng, tôi và anh ấy xuống quầy trả phòng rồi lên xe về Hà Nội ngay sau đó. Anh Phong lái xe về tới Hà Nội là đưa tôi thẳng về chung cư. Xe dừng lại ở sảnh, tôi mở cửa xe và bước ra ngoài. Cúi đầu xuống nhìn vào xe, tôi nói với anh. Anh có mệt không? Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Anh Phong cười và khẽ gật đầu nói với tôi. Đi chơi cùng em vui mà, anh không mệt gì đâu. Nhưng mà người cần phải nghỉ ngơi là em mới đúng đấy. Thôi em lên nhà ngủ đi, anh về nhé. Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận ạ. Anh Phong lái xe đi khỏi, tôi lững thững đi vào trong rồi đứng chờ ở thang máy. Lúc đang đợi thang máy thì có tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình vì còn đang mải nghĩ mông lung trong đầu. Người gọi tới là bố, tôi liền mở máy và nghe. Bố gọi con à? Ừ, con gái, nay là chủ nhật con về nhà ăn cơm nhé. Dì có làm cho con mấy món con thích đấy. Con không muốn về đó đâu. Thôi nào con gái, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Đừng có nên căng thẳng như vậy chứ. Hơn nữa hôm nay thằng Hiển về rồi, con không muốn đến thăm anh Hiển của con hả? Nghe bố nhắc tới anh Hiển, không phải là hôm qua chúng tôi đã gặp nhau tại Sầm Sơn rồi đó sao? Hơn nữa, quả thật là tôi không muốn gặp anh lúc này, vì tôi không muốn gặp anh để rồi tình cảm trước đây dành cho anh lại trở lại và hành hạ tâm trí tôi thêm nữa. Sao rồi con gái, con về chứ hả? Dù đang suy nghĩ không muốn về nhà, nhưng khi nghe giọng của bố tôi lại mềm lòng mà nhận lời quay về. Ăn bữa cơm mà bố nói là mẹ kế có làm vài món mà tôi thích. Tôi muốn xem bà ta còn muốn bày trò gì nữa. Tắt máy điện thoại, tôi lên căn hộ rồi vào thẳng giường nằm. Từ hôm qua tới giờ lúc gặp lại anh Hiển, tôi cứ như người ở trên mây vậy. Nếu là trước đây khi chưa nhận lời anh Phong thì tốt rồi, tôi sẽ chạy ngay tới mà ôm chầm lấy anh Hiển. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, tôi đã là bạn gái của anh Phong. Hơn nữa, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lại yêu thương tôi hết mực. Nếu như bây giờ tôi làm anh ấy tổn thương thì coi sao được chứ. Tôi ngủ đến hơn 7 giờ tối thì dậy và thay đồ xuống rồi xuống nhà lấy xe máy đến thẳng nhà mẹ kế. Đứng trước cửa, tôi thấy anh Hiển từ trong nhà đi ra. Thấy tôi, anh đi tới và hỏi. Em đến rồi đó hả? Mau vào trong đi, bố mẹ đang đợi em đó. Vâng. Tôi dắt xe máy vào trong. Anh Hiển không nhìn theo tôi và đứng im đó hút thuốc. Trước khi vào nhà, tôi quay lại nhìn anh thêm một lúc, nhưng thấy lần này trở về, anh ấy giống như một người khác vậy. Không còn có phải là anh Hiển của tôi như trước đây mà tôi biết nữa. Tôi đang nghĩ gì vậy? Anh Hiển và tôi đâu có thể giống như ngày trước được. Anh đã có một cuộc sống mới của anh. Còn tôi đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi. Chúng tôi đâu có thể vui vẻ bên nhau như trước được nữa. Con gái, con về rồi đó sao? Mau vào nhà đi con. Giọng nói của mẹ kế làm tôi nổi da gà. Bà ta thật ra đang nói với tôi bằng cái giọng nghe êm tai đến như vậy sao? Bố đã làm gì mà có thể làm cho mẹ kế nói chuyện với tôi ngọt như đường, như mật ong vậy chứ? Vâng. Tôi đáp cho có lệ rồi tháo giày ra để lên kệ giày dép. Lúc này tôi nhìn quanh nhà một lượt thì không thấy Hạnh đâu cả. Chắc là biết tôi về nên cô ta bỏ đi chỗ khác rồi chăng? Con đang nghĩ gì vậy Lan? Mẹ kế đặt một đĩa đồ ăn vẫn còn bốc khói xuống mặt bàn rồi hỏi tôi. Trước câu hỏi vừa rồi, tôi trả lời. Con không nghĩ gì cả. Vậy mới đúng. Về nhà là nơi thoải mái nhất thì có gì mà phải suy nghĩ chứ đúng không con? Nào, để dì đi gọi các anh các chị của con xuống ăn bữa tối. Hôm nay phải thật vui con nhé. Vâng ạ. thấy sắc mặt của tôi không quá khó chịu. Bố liền gắp đồ ăn từ đĩa thức ăn vào bát rồi nói với tôi: "Con ăn đi, dạo này bố thấy con gái bố gầy đi nhiều quá rồi đấy." Tôi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống nhìn đống đồ ăn trong bát mà bụng dạ lại không muốn ăn. Dạo gần đây đúng là sức khỏe của tôi có chút bất ổn, tôi không còn muốn ăn nữa. Nói đúng hơn là khi tôi ăn vào đều bị nôn ra hết cả. Ngay sáng mai tôi sẽ phải đi khám bác sĩ xem sao. Thấy tôi ngập ngừng chưa động đũa, bố liền hỏi tôi: "Con làm sao vậy? Con không thích ăn món này sao? Đây đều là những món con thích ăn hết mà." "Không phải đâu bố, chỉ là dạo gần đây bụng con không ổn thôi ạ." Đang lúc tôi mới nói dứt lời thì Hạnh đi tới bàn ăn. Cô ta nói: "Không thích ăn thức ăn của mẹ tao làm thì cứ nói thẳng ra, bày đặt đau với bụng." Nghe cái giọng nói mỉa mai đó của Hạnh làm cho tôi tức điên lên. Tôi còn chưa kịp phản bác lại thì bất ngờ diễn ra khi bố tôi đứng dậy và quay người sang tát cho Hạnh một cái bạt tai, làm cô ta nổ đom đóm mắt. Hạnh ôm mặt và cô ta gào lên: "Dượng đánh con!" Bố tôi tức tới đỏ mặt. Mẹ kế thấy vậy thì liền đi nhanh tới đứng cạnh Hạnh. Bà ta nói: "Con bé nói vậy chứ có gì đâu, mà anh đánh con bé đau thế." Tôi nghe mẹ kế nói mà trong người lửa giận phừng phừng. Rõ ràng cô ta nói lời thô tục, mất dạy như vậy mà bà ta có thể nói là không có gì. Tôi thật chẳng buồn nói nữa, chỉ thấy bố chỉ mặt Hạnh mà mắng: "Mày còn muốn gọi tao là dượng thì bỏ ngay cái thói mất dạy đó đi, biết chưa?" Hạnh hét lên: "Con không ăn, bữa cơm này con không ăn nữa." Hạnh đứng dậy và vùng vằng rời khỏi bàn ăn. Cô ta lên phòng rồi đóng mạnh cửa phòng lại. Tiếng âm thanh cánh cửa bị đóng mạnh đến mức còn vang tận xuống chỗ tôi ngồi. Anh Hoàn lúc này ra tới, anh nói với tôi: "Em đừng có chấp con nhỏ hư hỏng đó." Mẹ kế nghe thấy vậy thì mắng anh Hoàn: Con nói em con như vậy mà nghe được à?" Anh Hoàn nói với mẹ kế: "Mẹ cứ chiều nó hư như vậy rồi sau này nó không coi ai ra gì đâu." Bà mẹ kế tức lắm, bà ta như muốn lao tới và tát cho anh Hoàn một bạt tai, nhưng ý thức được rằng mình đang phải diễn vai người vợ hiền thục trước mặt bố tôi, nên mới kìm nén lại nỗi tức giận đang bùng phát như ngọn lửa lớn gặp gió lúc này. Mẹ kế thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế và nói với bố tôi: "Thôi, anh đừng có tức con bé nữa. Hôm nay Lan về nhà, anh muốn con bé không vui sao?" Nghe được câu nói này của mẹ kế, bố nhìn tôi rồi thở dài ngồi xuống ghế như cũ. Tôi thấy bố như vậy thì cũng không muốn vì mình mà bố không vui. Tôi liền mời bố và mẹ kế, rồi quay sang mời anh Hoàn để cùng ăn. Suốt bữa ăn hôm đó, không khí chẳng có gì là vui vẻ, vì tôi biết rằng Hạnh đã làm cho bố và anh Hoàn mất hứng. Ăn cũng chỉ để cho qua bữa mà thôi. Ăn xong, tôi và anh Hoàn rửa chén bát ở trong bếp. Bên ngoài phòng khách, bố ngồi nói chuyện với mẹ kế. Nhưng tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người cũng không có gì là vui vẻ. Bố tôi nói: "Con bé ngày càng quá đáng, em xem lại cách dạy con của mình đi." Mẹ kế đáp lại: "Anh nói cứ như là em không dạy nó không bằng. Anh cũng biết con gái em và con gái anh từ trước đến giờ, chúng nó đâu có ưa gì nhau đúng không? Nếu có làm lành được với nhau thì cũng phải cần có thời gian chứ." Nghe mẹ kế nói tới đây làm tôi phải nghĩ. Tôi đâu có ghét Hạnh đâu. Có chăng là do cô ta ghét tôi nên cứ hết lần này tới lần khác tìm cách phá tôi, chứ tôi nào có làm gì. Ngay cả đến việc phỏng vấn vừa rồi, cô ta cũng tìm đủ mọi cách để làm khó tôi cơ mà. Tôi nghĩ tới đây thì bên ngoài bố tôi nói: "Cái Lan nó có ghét cái Hạnh đâu, mà nó cứ nhìn thấy con bé là mặt nó sưng mày xỉa như thế. Anh nói em rồi, em không dạy được con gái em được thì để anh dọn về sống ở chung cư như cũ." Mẹ kế tôi nghe bố nói vậy thì liền lỡ lời: "Được rồi, để em dạy con bé mà. Anh bỏ về đó sống rồi thì em biết làm sao." Tôi nghe thấy tiếng bố tôi thở dài rồi đi lên phòng. Lúc này anh Hoàn mới nói với tôi: "Dượng lúc nào cũng nghĩ cho em. Anh biết Dượng chịu về đây sống với mẹ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi." Tôi liền hỏi anh: "Tốt cho chúng ta?" Anh Hoàn nói: "Dượng yêu thương anh và Hạnh như con ruột của Dượng vậy. Việc này anh hiểu rất rõ. Hơn nữa Dượng cũng muốn cho em có một gia đình." Việc này anh Hoàn nói đúng, nhưng anh nào có hiểu được. Có một gia đình là việc tôi hằng ao ước, nhưng đó phải là một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Chứ như hiện tại thì tôi thật không muốn mình là thành viên của gia đình này một chút nào cả. Không thấy anh Hiển đâu, tôi liền hỏi anh Hoàn: "Anh Hiển đâu rồi anh? Em không thấy anh ấy xuống cùng ăn." Anh Hoàn nói: "Nó về tới nhà là lên phòng ngủ rồi. Anh có hỏi thì nó bảo là nó không muốn ăn." Tôi biết vì sao anh Hiển lại lấy cái lý do đó. Không phải là anh muốn tránh mặt tôi đó sao? Nhưng tôi không giận anh. Ngược lại tôi thấy anh và tôi không nhìn thấy nhau như vậy cũng tốt, đỡ làm cả hai phải cảm thấy khó xử. Rửa bát xong thì anh Hoàn nói tôi ra ngoài phòng khách ngồi. Anh lên phòng thay đồ, rồi cùng tôi ra ngoài uống nước để thay đổi không khí. Tôi gật đầu đồng ý, đứng ở ngoài cổng đợi cho tới khi anh Hoàn đi ra. Anh nói tôi để anh đưa đến quán, tiện có xe máy của tôi ở đó, nên hai anh em đi một xe thôi cho tiện. Đến quán cà phê, tôi đứng chờ anh Hoàn đi gửi xe, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi ánh mắt dừng chiếc ở một người đàn ông có dáng người rất quen. Người đó đứng quay lưng về chỗ tôi, anh ta đang nói chuyện với một cô gái có dáng người và một mái tóc rất đẹp. Họ mới vừa bước xuống khỏi một chiếc ô tô sang trọng. Tôi không biết người đàn ông đó có phải là anh Hiển như tôi nghĩ hay không. Em đang nhìn gì vậy? Anh Hoàn dùng tay chạm nhẹ vào người tôi, làm tôi giật mình. Quay mặt lại tôi trả lời anh. Em nhìn thấy có người giống anh Hiển quá, nên là em... Anh Hoàn cười. Chắc là em nhìn nhầm thôi, mà có thể là ai đó nhìn giống nó thôi. Do là tôi không nhìn được mặt của anh chàng đó, nên cũng không chắc có phải là anh Hiển hay không. Nhưng nghĩ anh ấy đang ở nhà thì làm gì mà có mặt ở đây nhanh đến vậy được. Tôi không nói đến anh Hiển nữa, quay người đi cùng anh Hoàn vào trong quán cà phê. Trong lúc chờ nhân viên trong quán mang cà phê tới bàn, tôi ngồi nói chuyện với anh Hoàn một lúc thì chợt điện thoại của anh đổ chuông. Em ngồi đây một lát rồi đợi anh đi một lúc, nhanh thôi. Khoảng 5 phút là anh quay lại liền. Vâng ạ. Tôi ngồi trong quán và đợi anh Hoàn quay lại. Ngồi không có gì làm, tôi lấy điện thoại trong túi ra, lướt mạng và xem báo, đọc truyện online, xem phim. Nhưng mãi rồi cũng chán, anh Hoàn vẫn chưa quay lại. Bắt đầu từ giây phút này, tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Từ trước giờ dù có việc gì quan trọng, anh cũng chưa thất hứa với tôi như thế này. Thật nhanh, tôi bấm số điện thoại gọi cho anh Hoàn, nhưng chuông đổ mà anh không bắt máy. Gọi thêm vài lần nữa cũng đều như vậy. Anh không nhấc máy nghe điện thoại của tôi. Gửi tới số máy của anh Hoàn một tin nhắn. Tôi đứng dậy và rời khỏi quán cà phê để về nhà, vì có thể anh Hoàn thật sự bận việc gì đó nên không thể quay lại quán. Tôi lái xe về chung cư lúc này thì cũng tối muộn rồi. Lúc đứng ở sảnh chờ thang máy, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi nghĩ là anh Hoàn gọi lại, nhưng không phải. Người gọi tới là anh Phong. Thấy vậy tôi mở máy và đưa lên tai nghe. Em nghe đây, anh đang làm gì đó? Anh hả? Anh chưa ngủ được, nhớ nên là gọi cho em. Em mới vừa về tới chung cư. Anh Phong nghe tôi nói mới vừa về thì liền hỏi. Em đi đâu sao? Sao không bảo anh đưa đi? Tôi trả lời anh. Em về bên bố mà, để anh đi cùng không tiện đâu. Anh Phong cười. Có gì mà không tiện, em không tính là để anh ra mắt bố em sao hả? Tôi cười. Anh phải kiên nhẫn chứ, đã đến lúc đâu. Đến thời điểm thích hợp thì nhất định em sẽ để anh về gặp bố. Đấy là em nói đấy nhé, không được quên đâu đó, biết không? Vâng, em hứa. Anh Phong cười lớn trong điện thoại. Anh giống như một đứa trẻ vậy. Nhiều lúc tôi thấy anh đáng yêu quá. Cuộc đời này của tôi còn rất dài ở phía trước, nhưng tôi mong sao quãng thời gian ở phía trước đó, anh Phong sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi giống như bây giờ vậy. Thôi, em cũng mệt rồi phải không? Anh không phiền em nữa, em tắm rồi ngủ sớm nhé. Vâng, anh cũng ngủ sớm đi, yêu anh. Tôi nói rồi tắt máy và lên tới nhà, mở cửa vào trong là tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi muốn tắm rồi leo lên giường ngủ, vì mắt tôi đã cảm thấy nặng trĩu rồi. Nó giống như là đang muốn sập xuống vậy. Vậy là đêm nay tôi ngủ một giấc ngủ ngon cho tới tận sáng hôm sau. Cầm điện thoại là tôi xem có cuộc gọi nhỡ của anh Hoàn gọi tới hay không. Nhưng không hề có một cuộc gọi nào cả, tin nhắn cũng không có. Tôi bấm máy gọi lại một lần nữa, vẫn vậy, tình trạng vẫn tiếp diễn như cũ. Tôi cảm thấy lo lắng, tôi lo sợ là anh gặp chuyện gì rồi chăng? Nên tôi gọi điện cho bố để hỏi thăm xem anh Hoàn có ở nhà hay không. Bố nghe đây con. Bố ơi, có anh Hoàn ở nhà không ạ? Hoàn hả? Để bố xem đã nhé, giữ máy đấy. Tôi nghe tiếng bố hỏi mẹ kế và bà ta đáp lại. Đêm qua nó đi ra ngoài rồi còn chưa về, gọi cho nó cũng không được, cả thằng Hiển nữa. Không biết là hai anh em chúng nó đi đâu nữa, em cũng đang lo đây. Tiếp theo đó là giọng của bố trong điện thoại. Tại sao chúng nó đi cả đêm mà giờ em mới nói? Tiếng mẹ kế vang lên. Thì em cũng nghĩ là anh em nó đi với nhau. Tiếp sau đó là tiếng của Hạnh. Anh Hiển đi ra ngoài một mình thôi, còn con thấy cái Lan đi cùng anh Hoàn ra ngoài. Tiếng của bố trong điện thoại lại khẽ vang lên, nhưng lần này là nói với tôi. Lan, con ở nhà đợi bố, 30 phút sau nữa bố sẽ đến nhà gặp con. Tôi trả lời, vâng ạ. Nói rồi tôi chưa kịp hỏi thêm thì bố đã tắt máy, làm tôi lại càng thêm lo lắng. Không biết anh Hoàn bỏ đi đâu mà từ hôm qua chưa về. Hơn nữa còn có anh Hiển cũng đi luôn chưa về. Có khi nào hai người họ đi cùng nhau hay không? Đang lo lắng thì bất ngờ tiếng chuông cửa nhà vang lên làm tôi giật mình. Tim tôi như muốn bắn ra ngoài vậy. Ai vậy ạ? Và không đợi tới khi người bên ngoài trả lời, ngay khi vừa mới nhìn vào mắt mèo trên cửa, tôi đã phải ngay lập tức mở cửa ngay, vì người đang đứng sau cánh cửa kia không phải là anh Hoàn đó sao? Nhìn anh toàn thân thương tích, máu còn ướt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc kia, làm tôi lo lắng bước nhanh tới và đỡ lấy anh rồi gấp gáp hỏi. Trời ơi, anh Hoàn, anh làm sao mà bị thương thế này? Anh Hoàn chắc hẳn là đau lắm, anh nói với tôi. Đừng hỏi anh gì vào lúc này, dìu anh vào trong đi đã. Vâng. Tôi dìu anh Hoàn vào ghế và đỡ anh ngồi xuống, giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài rồi chạy vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn sạch. Đặt chậu nước xuống bàn, tôi lật đật chạy đi lấy hộp y tế. Lúc quay trở lại thì thấy anh nằm xuống ghế từ lúc nào và hai mắt anh đang nhắm lại. Ngồi xuống bên cạnh anh, tôi khẽ hỏi. Anh chịu đau một chút nhé, em sẽ lau qua vết thương cho anh. Em lau đi. Cũng may là không bị thương nặng, chứ không là phải đến bệnh viện rồi. Tôi lau sạch vết thương cho anh, sát trùng rồi băng lại cẩn thận bằng gạc. Tôi thấy anh đang run lên, chắc hẳn là anh phải đau lắm thì mới như vậy. Bố em đang đến đây. Anh Hoàn nghe tôi nói vậy thì mở mắt gượng đau và ngồi dậy. Bố em tới đây ư? Vâng. Không được đâu, bố em không thể tới đây được. Sao ạ? Em không thấy anh đang bị thương thế này ư? Em gọi cho bố bảo ông ấy đừng đến. Việc này mau gọi ngay đi em. Vâng ạ. Tôi bấm số gọi cho bố, rồi nói là anh Hoàn sẽ về chỗ tôi để ông ấy yên tâm và không tới nữa. Nghe tôi nói xong, bố thở dài rồi tắt máy và không nói gì thêm. Bố em không đến đây nữa rồi. Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Anh Hiển đâu ạ? Anh ấy cũng chưa có về nhà. Có phải là hai anh đi cùng nhau không? Không, thằng Hiển không đi cùng anh. Vậy thì anh ấy đi đâu mà cả đêm không về nhà vậy chứ? Anh không biết. Anh ngủ ở đây một lát có phiền em không? Dạ không phiền đâu, anh cứ ngủ đi. Em đi làm mà. Anh muốn ngủ bao lâu cũng được. Cảm ơn em. Anh cảm ơn gì chứ? Anh em trong nhà mà, đâu cần phải cảm ơn em. Rồi có tiếng chuông cửa. Tôi và anh Hoàn bốn mắt nhìn nhau. Tôi đứng dậy đi nhanh ra cửa xem ai, thì thấy người đứng sau cửa là anh Phong. Tôi không nghĩ gì và mở cửa. Anh Phong đi vào thì thấy anh Hoàn. Anh hết sức ngạc nhiên, vì có thể anh đang tự hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế kia là ai. Anh là... Chào cậu, tôi là anh trai của Lan. Vậy ạ? Vâng, chào anh, em là Phong, bạn trai của cô ấy. Em tới đón Lan đi làm ạ. Tôi kéo nhẹ anh Phong lại rồi thì thầm vào tai anh. Anh ngồi nói chuyện với anh ấy đi, đợi em một lát, em đi thay đồ đã nhé. Ừ, mau lên đấy, còn đi ăn sáng nữa. Nhanh thôi, em biết rồi mà. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Đúng như tôi nghĩ, cánh đàn ông nói chuyện mà hợp thì không hết chuyện để nói. Hết nói rồi lại thấy cười. Thay đồ xong tôi ra tới nơi. Anh Phong thấy tôi ra thì đứng dậy đi ra cửa trước. Tôi nói với anh Hoàn. Anh à, chìa khóa em để ở nhà cho anh. Anh ngủ dậy thì cứ khóa cửa rồi cầm chìa nhé. Chiều đi làm về em sẽ qua chỗ anh lấy sau cũng được. Anh biết rồi. Thôi em với cậu Phong đi đi. Vâng ạ. Tôi và anh Phong rời khỏi căn hộ chung cư để xuống sảnh. Ra tới xe, đợi cả hai ngồi vào trong, lúc này anh Phong mới hỏi. Sao anh ấy lại bị thương vậy hả em? Em cũng không biết nữa. Nãy em có hỏi mà anh ấy có chịu nói đâu. May là vết thương không có nặng, chứ nếu không là phải đi viện để khâu rồi. Vậy sao? Vâng. Tôi nhìn đồng hồ trên tay và thấy không còn sớm nữa, nên nói với anh Phong. Thôi, anh mau lái xe đi. Không phải anh nói là muốn ăn sáng sao? Ừ, vậy mình đi nhé. Vâng. Anh Phong cho xe chạy đi và đưa tôi tới một quán ăn gần chỗ tôi làm. Cả hai ăn xong thì vừa hay còn kịp giờ, chưa có muộn. Anh nói tôi trước khi tôi mở cửa xe ra ngoài. Chiều nay anh đón em. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Ừ, anh biết rồi. Cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi, không biết anh Hiển đi đâu cả đêm qua không về. Có khi nào là người lúc tối hôm trước tôi nhìn thấy đi với cô gái đó là anh ấy không? Nếu đúng là như tôi đang nghĩ, thì hai người họ đi với nhau cả đêm. Nghĩ vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn là suy nghĩ anh đang gặp phải chuyện gì đó, giống như tình trạng lúc mới đến nhà tôi của anh Hoàn. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của anh Hùng. Anh đứng ngay cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi mải nghĩ nên không nhận ra. Anh Hùng, em xin lỗi, em đang nghĩ vài chuyện trong đầu nên em không thấy anh tới. Cô bé ngốc này, anh có trách em đâu mà em phải xin lỗi. Có chuyện gì không vui sao hả? Dạ đâu có, em vẫn bình thường mà. Nhìn em là anh biết em đang lo lắng rồi. Qua làm sao được mắt anh. Có cần nghỉ hôm nay không? Dạ không cần đâu anh. Đúng lúc này Hạnh đi ngang qua chỗ tôi và anh Hùng đứng. Cô ta nghe thấy tôi nói như vậy thì liền dừng lại và nói: Có ốm đau gì đâu mà nghỉ, lại làm trò để trốn việc chứ gì. Anh Hùng à, anh phải tỉnh táo lên, đừng có để con nhỏ này nó lừa. Nghe Hạnh nói vậy, cô ta thật quá đáng rồi. Chị nói vậy mà nghe được à? Làm sao? Tao nói sự thật nên là khó nghe lắm hả? Chị thật là quá đáng rồi đó. Quá đáng? Tao nói đúng thì mày nói là tao quá đáng hả? Anh Hùng thấy Hạnh không có thiện cảm với tôi và anh bước tới. Hạnh, không phải là việc của cô đừng nói với Lan những lời như vậy. Anh Hùng, anh đang bênh nó đấy hả? Cái gì đúng thì đúng thôi, tôi không bênh vực ai cả. Tôi thấy cô là người biết suy nghĩ, chắc hẳn cô phải hiểu trong chuyện này ai đúng ai sai mà, đúng không? Anh... Thì tức đỏ mặt, cô ta quay qua và lườm tôi một cái, rồi hậm hực bỏ đi. Cô ta đi rồi, lúc này tôi mới nói với anh Hùng: Em cảm ơn anh vừa rồi đã bênh vực em. Bênh gì đâu, tại cô ta xấu tính quá, nói toàn lời khó nghe như vậy. Anh thấy chướng mắt thì anh nói vài câu thôi. Vâng. Hai người đang nói gì vậy? Trang vừa đặt câu hỏi làm tôi và anh Hùng giật mình quay lại, vì không biết cô ấy xuất hiện từ lúc nào. Anh Hùng liền trả lời: À, không có gì, anh vừa mới nói cái Hạnh mấy câu mà nó tức giận bỏ đi rồi kia kìa. Trang cười: Tính cách của nó ở đây thì ai mà chả biết, có nói khó nghe cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Nó mà ăn nói được câu nào tử tế thì đó mới là chuyện lạ ấy chứ. Trang nói rồi quay qua nói với tôi: Cô đừng để bụng những gì cô ta nói, nếu không thì cô không làm được gì trong công ty này lâu đâu. Nhịn cô ta đi, sau này nếu cô có thể bước lên cấp bậc ngang hàng với cô ta, có chỗ đứng vững chắc giống như tôi rồi á, thì lúc đó tự khắc cô ta phải e dè cô thôi. Nghe Trang nói vậy là đang muốn tốt cho tôi liền trả lời: Vâng, em biết rồi. Trang nói với anh Hùng: Em vào phòng tìm anh mà không thấy, ra đây thì gặp anh. Sáng nay có buổi họp ban giám đốc, Tổng Giám đốc nói anh tới phòng họp trước 10 phút, gặp ông ấy để nói chuyện trước khi buổi họp diễn ra. Anh biết rồi, cảm ơn em. Trang nghe anh Hùng cảm ơn thì mừng lắm. Cô ấy cười tươi rồi quay người đi. Tôi nói với anh: Chị ấy xem ra yêu anh nhiều lắm đấy, anh phải thật tốt với chị ấy nhé. Nghe tôi nói anh Hùng cười: Không tốt sao được, phụ nữ các em, đàn ông bọn anh mà không tốt là y như rằng hôm đó tới công chuyện luôn. Nghe anh Hùng nói, cùng với những biểu cảm trên gương mặt anh làm tôi không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Anh nói vậy có quá không? Phụ nữ bọn em đâu có phải là quá khắt khe với các anh đâu. Anh Hùng cười khổ sở: Đấy, bênh nhau rồi thấy chưa? Thôi em làm việc đi, anh tới phòng họp xem Tổng Giám đốc có chuyện gì mà cần gặp riêng anh như vậy. Vâng ạ. Cuối ngày làm việc, tôi đợi anh Phong ở ngoài sảnh công ty. Được một lúc thì thấy anh lái xe ô tô tới nơi. Đi tới mở cửa xe, tôi bước lên ngồi cạnh anh và nói: Anh đưa em về nhà bố em nhé, em tới đấy lấy chìa khóa nhà. Anh Phong gật đầu đồng ý ngay trước yêu cầu vừa rồi của tôi. Anh nói: Được thôi, xong chúng mình đi ăn, em có đồng ý không? Tôi hôm nay thấy hơi mệt, có thể là do công việc hôm nay nhiều hơn so với những ngày trước. Nhìn anh vài giây tôi nói: Anh ơi, hôm nay chắc chúng mình không đi ăn được rồi, em thấy mệt, để hôm khác em bù được không? Anh Phong cười: Được thôi, em nói là phải nhớ đấy nhá, không là đến lúc đó anh nhắc là em sẽ bị phạt nặng đấy. Vâng. Tôi và anh Phong đến nhà bố, chỉ chỗ để xe cho anh xong, tôi nói với anh: Anh vào nhà cùng em đi. Anh Phong bất ngờ trước yêu cầu vừa rồi của tôi, anh liền hỏi: Vào trong đó, em nói thật đấy chứ? Tôi biết cùng anh Phong vào trong đó thì có khác gì là đưa anh về ra mắt bố, nhưng mà tôi nghĩ rồi, dù gì thì anh cũng là bạn trai của tôi, yêu nhau cũng được một thời gian rồi, thì không có lý do gì tôi lại không đưa anh về ra mắt bố cả. Em nói thật mà, thôi đi vào trong cùng em đi. Ừ. Tôi kéo tay anh đi cùng đi tới trước cửa và ấn chuông, rồi đứng đợi tới khi có người ra mở cửa. Lúc này tôi có chút hơi bất ngờ vì người đi ra lại là Hạnh. Vừa thấy anh Phong và tôi, cô ta ngạc nhiên hỏi: "Mày đưa anh Phong tới đây làm gì?" Tôi biết trong đầu Hạnh đang nghĩ gì, tôi trả lời câu hỏi của cô ta: "Anh Phong là bạn trai của em đưa anh ấy tới đây ra mắt bố, không được sao?" Tôi vừa nói xong thì ngay lập tức sắc mặt của Hạnh thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Cô ta hậm hực và khó chịu ra mặt, nhưng vẫn phải mở cửa để tôi vào trong. Tôi chưa từng phản kháng trực diện với Hạnh, nhưng lần này tôi không nhường nhịn cô ta nữa. Từ giây phút này, chính thức tôi sẽ đáp trả lại những gì cô ta đã làm với tôi trước đây. Cùng anh Phong đi vào bên trong. Bố tôi thấy anh thì bất ngờ lắm, cả mẹ kế tôi cũng vậy. Bà ấy bất ngờ thì cũng phải thôi. Chắc hẳn bà ta đang nghĩ rằng tôi thì làm sao mà có thể có được một cậu bạn trai bảnh bao, ăn mặc lịch sự như anh Phong đây. Anh Phong chào bố và mẹ kế, rồi cùng tôi ngồi xuống ghế. Bố liền hỏi anh: "Cháu đây là..." Anh Phong lễ phép thưa gửi: "Vâng, cháu xin được giới thiệu với cô và chú đây. Cháu là Phong, là bạn trai của em Lan ạ." Hạnh tới đứng cùng mẹ kế. Bà ấy nhìn thái độ của con gái mình như vậy là đủ hiểu rồi. Ánh mắt bà ta quay lại nhìn tôi không có chút gì vui vẻ. Bố tôi không để mắt tới hai mẹ con họ mà tiếp tục hỏi anh Phong: "Thế hai đứa quen biết nhau lâu chưa? Ý của chú là yêu nhau lâu chưa ấy?" "Dạ vâng, cháu và em cũng quen và tìm hiểu nhau được một thời gian rồi chú ạ." Bố tôi quay qua nói Hạnh: "Ơ kìa, sao con còn đứng đấy? Mau đi lấy nước mời khách đi chứ." Hạnh phụng phịu quay người đi. Được một lúc thì quay lại với một khay trái cây nước ép, đặt xuống bàn. Cô ta không quen lườm mắt tôi một cái. Tôi đáp lại ánh mắt hằn học đó bằng cách ôm lấy cánh tay của anh Phong, làm cho cô ta càng thêm tức điên lên. Cô ta tức tới mức phải mím chặt môi thế kia cơ mà. Tôi thích lắm. Tôi thích được thấy cô ta tức giận mà lại không làm được gì tôi hết. Cả bà mẹ kế cũng vậy. Bà ấy nào có nói gì. Vì nếu để bố biết bà ghét tôi thì chiếc mặt nạ bà ta đang đeo kia sẽ sớm phải gỡ bỏ xuống thôi. Anh Hoàn nghe thấy tiếng của tôi và Phong nên anh liền đi từ bên trong ra phòng khách, rồi ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Anh đặt chìa khóa căn hộ chung cư rồi anh nói: "Cảm ơn em nhé Lan." Tôi nhận lấy chìa khóa rồi cất nhanh vào túi. Bố tôi thấy vậy thì hỏi: "Sao Hoàn lại cầm chìa khóa chung cư vậy con?" Tôi trả lời bố: "Sáng anh Hoàn có tới chỗ con thì con phải đi làm mà, đâu có ở nhà tiếp anh ấy được. Thế nên là con cho anh ấy ở lại, lúc nào về thì khóa cửa, rồi chiều về con qua nhà lấy chìa khóa sau ạ." Bố cười rồi nói với tôi: "Ừ cũng phải." Rồi qua cạnh Phong bố nói tiếp: "Không biết là cháu có bận việc gì không? Nếu mà rảnh thì ở lại đây ăn bữa cơm cùng chú và gia đình được chứ?" Anh Phong chưa kịp trả lời thì tôi đã trả lời giúp anh: "Tất nhiên là được rồi ạ, anh ấy không bận việc gì đâu." Hạnh nghe tôi nói vậy thì tức giận và vùng vằng bỏ đi. Anh Phong thấy thái độ của cô ta vậy thì không lấy gì làm lạ. Anh Hoàn thấy Hạnh có thái độ như vậy liền nói với anh Phong: "Con nhỏ này từ bé đã được chiều nên hư. Cậu Phong đừng có để tâm thái độ vừa rồi của nó nhé." Anh Phong cười và đáp lại: "Vâng, không sao đâu anh." Anh Phong và tôi ở lại nhà mẹ kế cùng bố và anh Hoàn ăn bữa tối. Từ lúc đến cho tới tận lúc tôi và anh Phong chuẩn bị ra về mà vẫn chưa thấy anh Hiển đâu cả. Lúc anh Hoàn tiễn hai người bọn tôi ra cửa để về, tôi có hỏi anh Hoàn: "Anh Hoàn ơi, anh Hiển vẫn chưa về nhà sao?" Anh Hoàn gật đầu: "À, nó đi cùng cô bạn gái của nó rồi em. Bữa đó em nói là em thấy người kia giống nó. Anh nghĩ là em không nhầm đâu. Có thể là thằng Hiển và bạn gái mới của nó đó em." Tôi nghe anh Hoàn nói vậy thì cũng thấy yên tâm. Anh Hiển đi cùng cô ấy thì sẽ không có chuyện gì rồi. Tôi không tiện hỏi anh Hoàn về chuyện sáng nay là vì có anh Phong đang ở đây. Lúc tôi chuẩn bị vào trong xe, anh Hoàn kéo tay tôi lại và nói nhỏ: "Lát nữa ra ngoài gặp anh có chuyện này cần phải nói cho em biết." Tôi biết có anh Phong ở đây nên anh Hoàn không tiện nói ra ngay, nên anh mới hẹn tôi ra ngoài gặp riêng. Tôi trả lời anh: "Vâng, vậy anh tới quán cà phê dưới sảnh chung cư nhà em nhé." "Được, anh tới đó luôn bây giờ." Tôi gật đầu rồi vào ngồi trong xe ô tô. Trên đường về chung cư, anh Phong hỏi tôi: "Anh thấy anh Hoàn có chuyện gì muốn nói cho em sao nhỉ?" Tôi gật đầu đáp: "Vâng, em cũng không rõ là anh ấy có chuyện gì với em nữa." Anh Phong nói: "Nãy anh thấy anh Hoàn nhìn em là anh biết anh ấy có chuyện muốn nói rồi. Thôi để anh đưa em về, lát em gặp anh ấy xem có chuyện gì." "Vâng." Anh Phong đưa tôi về tới sảnh chung cư. Đợi anh đi rồi, lúc này tôi mới đi vào trong quán cà phê dưới sảnh. Chưa thấy anh Hoàn tới. Tôi gọi một cốc nước hoa quả rồi ngồi đợi anh. Đã hơn 10 phút thì thấy anh Hoàn từ ngoài đi vào. Tôi liền đưa tay lên vẫy để anh thấy chỗ tôi ngồi. Đợi anh ngồi xuống ghế, lúc này tôi mới hỏi: "Anh, có chuyện gì muốn nói với em vậy hả?" Anh Hoàn ngồi nghĩ một lúc rồi đưa tới trước mặt tôi một tập ảnh. Thấy vậy tôi liền đưa tay tới cầm tập ảnh lên xem. Vừa nhìn vào, tôi đã thấy trong bức ảnh là một người đàn ông với rất nhiều những vết thương khác nhau. Vì là sợ máu nên không dám xem tiếp. Tôi đặt lại xuống bàn rồi hỏi anh: "Người này là ai vậy anh? Tại sao anh ta lại bị thương nặng vậy?" Anh Hoàn nói: "Đây là một người bạn rất thân của anh. Anh bị thương cũng là vì bảo vệ cậu ấy khỏi đám người xấu đó." Thì ra là anh Hoàn bị thương do đứng ra giúp người trong ảnh. Tôi liền hỏi: "Anh đã giúp anh ấy báo cảnh sát chưa ạ?" Anh Hoàn gật đầu: "Anh báo rồi, nhưng người gây ra thương tích cho anh ta có thể em cũng biết đấy." Tôi nghe anh ấy nói vậy thì hỏi: "Em cũng quen ạ, nhưng mà là ai vậy hả anh?" Anh Hoàn nhìn xuống tập ảnh trên mặt bàn rồi nói tiếp: "Em chưa xem hết ảnh đúng không? Em xem tiếp ở mấy tấm phía dưới đi." Tôi lại đưa tay và cầm lại ảnh lên xem. Lật những bức ảnh phía dưới lên, tôi thật không thể tin vào mắt mình. Người trong hình không phải là anh Phong sao? Chuyện này, tại sao anh Phong lại có mặt trong số những người xấu đó vậy hả anh? Anh Hoàn nói: "Việc này anh không chắc chắn, nhưng xem ra việc cậu ta có mặt trong số chúng là việc không thể chối cãi rồi. Nếu mà cảnh sát vào cuộc điều tra, anh nghĩ cậu ta khó mà tránh được có liên quan tới việc hành hung bạn anh." Tôi nghe anh Hoàn nói là cảnh sát có thể sẽ điều tra ra anh Phong có liên quan tới vụ ẩu đả làm bạn anh bị thương, thì tôi thấy lo cho anh Phong quá. Tôi không hiểu tại sao anh lại có mặt trong đám người xấu đó. Tôi nói với anh Hoàn: "Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Anh Phong có phải là sẽ bị cảnh sát bắt không vậy anh?" Anh Hoàn nói với tôi: "Anh không biết phải nói với em thế nào, nhưng nếu thật sự cậu ta có tội thì cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cậu ta một cách dễ dàng đâu. Khi nãy lúc ở nhà anh không muốn trực tiếp nói chuyện với cậu ta vì không muốn làm em mất vui." Tôi đứng dậy và nói với anh Hoàn: "Em hiểu rồi." Anh Hoàn thấy tôi đứng dậy thì liền hỏi: "Em định làm gì?" Tôi trả lời: "Em sẽ hỏi rõ anh ấy. Nếu đúng là anh Phong có liên quan thật thì em sẽ nói anh ấy ra cảnh sát." Anh Hoàn lắc đầu: "Em nói cậu ta ư? Rồi em nghĩ là cậu ta sẽ nghe lời em hả?" Tôi tự tin nói: "Em tin anh ấy sẽ nghe lời khuyên của em thôi." Tôi không nói thêm với anh Hoàn nữa mà chào anh rồi đi ra khỏi quán. Lúc này tâm trạng của tôi rất rối bời. Tôi không chắc chắn liệu rằng tôi sẽ khuyên anh Phong có nghe lời tôi không nữa. Nhưng vì anh là bạn trai của tôi không thể khoanh tay làm ngơ như không biết chuyện gì được. Tôi về tới nhà, mở cửa vào trong nhà là tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Phong ngay. "Anh có chuyện gì muốn nói cho em biết không vậy?" Giọng anh Phong trong điện thoại: "Em đang nói gì vậy Lan?" Tôi nhắc lại: "Em đang hỏi là anh có chuyện gì muốn nói cho em biết không? Anh đừng giấu em nữa. Em biết cả rồi, việc anh đi cùng đám người xấu đó." Anh Phong ngập ngừng rồi trả lời câu hỏi của tôi. Có thể là anh biết tôi biết chuyện gì đó nên không muốn giấu việc này. Anh nói: "Em biết chuyện đó rồi sao? Nhưng mà làm sao em biết được vậy? Ai nói cho em nghe hả? Em phải tin anh không có liên quan gì tới vụ ẩu đả đó đâu." Nghe vậy tôi liền hỏi lại: "Không liên quan mà sao anh lại có mặt ở đó? Anh phải nói thật với em, không là em sẽ giận anh luôn đấy." "Anh hứa với em, ngày mai anh sẽ nói rõ việc này được chứ? Giờ muộn rồi mà nói qua điện thoại thì không tiện." "Được rồi, mai anh phải nói rõ, nếu không thì đừng có trách em, không xong với em đâu đấy." "Anh biết rồi mà, em ngủ ngon đi." Tôi tắt máy và nghĩ rằng có thể anh Phong nói thật. Anh không hề liên quan gì tới vụ ẩu đả như anh nói thì thật là may quá. Chứ còn nếu không thì tôi sẽ không biết phải thế nào nữa. Nằm xuống giường sau khi thay đồ ngủ xong, hai mắt tôi thấy mệt mỏi nên nằm xuống là tôi đã ngủ ngay. Sáng hôm sau dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi rời khỏi nhà và đến thẳng công ty. Hôm nay tôi có hẹn gặp Tổng Giám Đốc. Đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. "Vào đi." Tôi nghe giọng nói bên trong. Tôi nhận ra người đàn ông quyền lực nhất công ty này rất nghiêm khắc, bởi giọng nói của ông ấy như một tảng đá vừa đè lên vai tôi vậy. Tôi mở cửa đi vào phòng và Tổng Giám Đốc nhìn tôi một lượt, rồi ông chỉ tay vào cái ghế đặt trước bàn làm việc. "Ngồi đi." "Vâng." Thật nhanh lấy lại tự tin, tôi bước tới và kéo ghế ngồi xuống. Tôi ngồi trước mặt ông và trả lời từng câu hỏi một cách ngắn gọn và đủ ý. Không biết ông có hài lòng về tôi hay không, vì tôi không thấy ông cười. Gương mặt ông nghiêm túc và càng về cuối thì càng lạnh lùng hơn. "Cô ra ngoài làm việc đi, Nhớ nói Phó Tổng Hùng vào phòng gặp tôi có việc. Vâng ạ. Tôi đứng dậy chào Tổng Giám Đốc rồi đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực diện với ông. Quả đúng là người có quyền lực nhất ở nơi này. Gương mặt của ông ấy luôn nghiêm túc như vậy hay sao? Tôi gặp anh Hùng ở tầng dưới. Anh hỏi tôi: Em trả lời được hết những câu hỏi của Tổng Giám Đốc chứ? Tôi liền nói: Vâng, nhưng mà em không biết ông ấy có hài lòng không nữa. Anh Hùng cười và nói với tôi: Em đừng có căng thẳng quá, không sao đâu. Từ trước tới nay Tổng Giám Đốc luôn như vậy mà. Trong công việc thì luôn rất nghiêm túc như thế, chứ còn ngoài giờ làm á, ông ấy dễ gần và thân thiện lắm đấy. Vâng ạ. Anh Hùng không nói chuyện với tôi nữa mà quay người đi vào sảnh thang máy. Lúc này Trang đi tới thấy tôi thì liền hỏi: Chị gặp Tổng Giám Đốc rồi chứ? Em gặp rồi, mới vừa ở phòng ông ấy xong. Chị thấy thế nào? Tổng Giám Đốc có làm chị sợ không? Không ạ. Trang cười thật tươi rồi nói với tôi: Em nhỏ tuổi hơn chị mà, đừng gọi em là chị nữa, nghe vậy buồn cười lắm. Cứ gọi tên em là được rồi. Chị gặp Tổng Giám Đốc rồi là xong. Từ giờ chị cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng gì cả. Không lo sao được chứ. Chị yên tâm, nếu không nhận thì với tính cách của ông ấy sẽ không nói cho chị ra ngoài làm việc đi đâu. Sao em biết? Chị quên em là thư ký của ông ấy à? Em hiểu ông ấy quá rõ mà. Thôi em không phiền chị làm việc nữa. À mà chiều nay chị có bận gì không? Nghe Trang hỏi, tôi mới nhớ ra là chiều có hẹn gặp anh Phong nói chuyện, nên tôi trả lời: Chiều nay ư? Có chuyện gì không? Tại vì chị có hẹn với anh Phong rồi. Trang cười rồi nhìn tôi nói: Vậy thì để lúc khác đi ạ. Cũng không có chuyện gì mà. Em chỉ muốn mời chị đi uống cà phê với em thôi. Vậy thì mai được không em? Mai chị rảnh. Vậy thì chốt nhá, chiều mai chị em mình đi cà phê tán phét. Được rồi, nhất định như thế. Trang đi rồi, lúc này tôi mới thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Đúng như em ấy nói thì Tổng Giám Đốc không có quá đáng sợ như tôi nghĩ. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi quay vào làm việc thật chăm chỉ cho tới tận chiều khi hết giờ làm. Tôi đi thẳng ra bãi để xe của công ty và dắt xe về rồi tới thẳng chỗ hẹn gặp mặt anh Phong. Anh tới trước và ngồi trong quán đợi tôi rồi. Anh đến lâu chưa? Anh mới vừa tới thôi. Hôm nay công việc của em ở công ty ổn chứ? Vâng, ổn anh ạ. Mà anh nói rõ cho em nghe việc ẩu đả đó ra sao đi. Em đang rất muốn nghe anh giải thích đó. Nghe câu hỏi của tôi, anh Phong liền đáp: Thật ra là anh có mặt trong vụ ẩu đả đó là vì một người bạn. Bạn sao? Bạn gì mà để anh vào một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Cậu ấy chơi thân với anh từ nhỏ. Thấy cậu ấy ẩu đả với người ta, anh chỉ vào can thôi. Hoàn toàn không có gây thương tích cho ai hết. Anh nói thật không? Em không tin anh sao? Anh có thể thề với em là anh không có làm ai bị thương cả. Thôi, nếu mà anh đã nói vậy thì em tin anh. Anh mà nói dối em sẽ giận và không tha thứ cho anh đâu đấy. Anh Phong im lặng và không nói gì tiếp. Nhưng quan sát ánh mắt của anh nhìn tôi vẫn luôn hy vọng rằng anh ấy nói thật, là không có gì liên quan tới sự việc xảy ra với anh Hoàn và bạn của anh ấy. Sau khi gặp anh Phong, tôi gọi điện cho anh Hoàn và hỏi anh ấy ở đâu để gặp và nói chuyện. Anh ấy nói tôi cứ về nhà đi, lát nữa anh ấy sẽ đến gặp tôi. Nghe anh nói vậy nên tôi về thẳng chung cư và chờ cho tới lúc anh tới. Mở cửa cho anh Hoàn vào nhà, tôi lấy nước mời anh uống và nói với anh: Em nói chuyện với anh Phong rồi. Anh Hoàn nghe xong thì hỏi ngay: Cậu ta nói sao hả? Tôi trả lời: Anh ấy nói là anh ấy chỉ cố gắng can bạn ra thôi, chứ không làm hại ai cả. Anh Hoàn nhìn tôi rồi hỏi: Em có tin lời cậu ta nói không? Tôi đáp: Em tin là anh Phong không nói dối em đâu. Anh Hoàn thở dài, dựa lưng vào ghế và nói với tôi: Nếu mà cậu ta nói thật thì cậu ta may mắn, chứ nếu không khó tránh khỏi vướng vào vòng lao lý. Anh nghe bạn anh nói, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc điều tra rồi, họ sẽ triệu tập những người có liên quan nhanh thôi. Tôi tin anh Phong nói thật, nên ngay khi nghe anh Hoàn nói vậy thì tôi không cảm thấy bất an. Ngược lại, tâm lý của tôi lúc này lại cảm thấy rất thoải mái, vì nghĩ cảnh sát có triệu tập anh Phong vì anh có mặt tại đó thì họ cũng sẽ thả cho anh về thôi, chứ không làm khó cho anh. Vậy là việc của anh Phong coi như đã xong. Nghĩ tới anh Hiển, tôi liền hỏi: Anh ơi, anh Hiển đã về nhà chưa? Anh Hoàn nghe tôi nhắc tới anh Hiển thì liền đáp: Nhắc đến nó lại đau đầu, vừa mới cãi nhau với mẹ một trận rồi lại đòi ra ngoài ở riêng luôn rồi. Tôi nghe vậy thì tò mò lắm. Cãi nhau với gì? Về chuyện gì ạ? Anh Hoàn nói: Nó đòi lấy con nhỏ làm việc ở quán bar về làm vợ. Mẹ anh không đồng ý rồi thì hai mẹ con cãi nhau một trận không ai nhường ai. Sau đó thì nó lấy đồ đạc, nói là ra ngoài sống chung với con nhỏ đó. Tôi ngạc nhiên về chuyện này, liền hỏi anh. Có chuyện đó thật sao ạ? Anh Hoàn gật đầu và chán nản nói với tôi. Anh thật không hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa. Thật là hết thuốc chữa. Tôi liền nói, em nghĩ là cô ấy làm việc ở quán bar, chứ chưa chắc là đã phải là cô gái xấu đâu. Đó cũng chỉ là nghề nghiệp của cô ấy thôi mà anh. Anh Hoàn nói tiếp, thì biết là như vậy, nhưng mà em nghĩ xem mẹ anh tính cách như thế nào. Mẹ anh đời nào để thằng Hiển đến với con nhỏ đó được. Tôi nghĩ anh Hoàn nói đúng. Với tính cách của mẹ kế tôi thì anh Hiển nào có được như ý của anh ấy đâu. Mẹ kế tức giận như vậy cũng là chuyện rất bình thường thôi mà. Chắc là dì ấy tức giận lắm. Anh Hoàn nói, tức tới đỏ mặt luôn ấy chứ. Anh can thế nào thì hai người họ cũng không ai chịu thua ai cả. Mà thằng Hiển cũng thật lạ. Từ sau khi bố em và mẹ anh quay lại với nhau, nó cứ như là người khác vậy ấy. Càng ngày anh càng thấy nó trở nên khác với trước đây. Nghe anh Hoàn nói tôi thấy chạnh lòng. Có thể anh Hiển trở thành con người như bây giờ là vì tôi. Đây là tôi nghĩ trong đầu, chứ nào tôi có dám khẳng định là anh Hiển vì tôi mà trở nên như vậy. Từ trong thâm tâm, tôi luôn mong anh ấy có được một cuộc sống hạnh phúc đúng như anh ấy mong muốn. Em nghĩ có thể anh ấy tự ti về cái chân của mình thôi. Nhưng em thấy từ khi đi nước ngoài điều trị trở về, không phải là chân của anh ấy đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi sao? Anh Hoàn nói, anh không nghĩ là nó tự ti về cái chân đó đâu. Anh nghĩ có thể là do em. Anh Hoàn nói đúng việc tôi đang băn khoăn. Nếu thật sự là vì tôi mà anh ấy trở nên khác với trước đây, thì không phải là tôi có lỗi rồi hay sao? Tôi liền nói với anh Hoàn, để em gặp và nói chuyện với anh ấy xem sao. Anh Hoàn thở dài, em gặp nó, nói chuyện với nó thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Anh biết trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác trước rồi. Em có gặp nó thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Theo anh tốt nhất là em đừng nên gặp nó thì hơn. Nhưng mà em... Anh biết là em đang nghĩ gì. Em đừng nên tự trách mình như vậy. Thằng Hiển có vì em mà sống khác xưa, nhưng đó là do nó muốn sống như vậy, chứ em thì không có lỗi gì cả. Tôi im lặng và không nói gì thêm nữa. Anh Hoàn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy và nói, thôi anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, anh về đi đường cẩn thận ạ. Ừ. Tôi đứng dậy và tiễn anh Hoàn ra tới tận sảnh thang máy. Đợi anh vào rồi tôi mới đi trở lại nhà. Ngồi trên ghế mà trong đầu tôi không khỏi không nghĩ tới anh Hiển. Anh ấy có khi nào vì tôi mà chọn cách sống buông thả? Có khi nào vì tôi mà trở mặt với mẹ kế hay không? Anh Hoàn về rồi lúc này tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Hiển. Đợi tới hồi chuông thứ hai, anh cũng mở máy. Nhưng giọng nói ở đầu máy bên kia lại không phải là của anh, mà lại là của một cô gái. Alo, ai vậy ạ? Tôi im lặng chưa biết phải nói gì, thì trong điện thoại có giọng nói của anh Hiển. Ai vậy hả em? Rồi đến giọng nói của cô gái vừa rồi. Em cũng không biết, hỏi thì không thấy ai nói gì cả. Đưa đây anh xem nào. Đây, anh nghe đi, máy của anh mà lại bảo em nghe. Thế rồi anh Hiển cầm máy và hỏi. Lan hả? Em gọi anh sao không nói gì? Chắc là nhìn thấy số điện thoại của tôi nên anh nhận ra. Tôi liền nói. Anh làm sao vậy? Em nghe anh Hoàn nói là anh cãi nhau với dì. Rốt cuộc thì là vì chuyện gì vậy anh? Có phải là do em không? Anh Hiển thở dài đáp. Em đang nói cái gì vậy Hà Lan? Có liên quan gì tới em đâu. Mẹ anh không đồng ý hôn sự của anh, nên anh mới cãi nhau với mẹ thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lúc này tôi mới nói, nếu không là vì em thì tốt. Em không muốn anh vì chuyện của chúng ta trước đây mà cãi nhau với gì. Anh Hiển nói, nếu mà em gọi điện tới chỉ vì chuyện này á, thì anh mới vừa trả lời em rồi đấy. Em đừng có nghĩ nhiều quá như vậy. Anh Hiển nói rồi tắt máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng là như anh nói thì chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù là thế nào thì giờ đây tôi là bạn gái của anh Phong rồi. Tình cảm giữa tôi và anh Hiển chỉ dừng lại ở mức anh em một nhà. Chuyện trước kia chỉ còn là quá khứ, không nên nhắc lại hay nghĩ tới nữa. Tôi chỉ sợ anh Hiển không quên được, vì tình cảm dành cho tôi lúc đó mà hủy hoại cuộc đời anh thì đúng thật là tôi là người có lỗi. Lắc đầu xua hết đi những suy nghĩ còn vướng bận trong đầu, tôi đi vào phòng tắm và rồi thay đồ ngủ sau đó ít phút. Nằm ở trên giường một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay. Chỉ tới khi chuông báo vang lên, lúc này tôi mới mở mắt ngồi dậy. Giờ mới là 6 giờ sáng, nhưng ngoài trời lúc này đã sáng lắm rồi. Ánh nắng của ngày mới chiếu qua cửa sổ vào tận tới chỗ tôi nằm. Rời khỏi giường và vươn mình đi tới mở cửa, đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới đường, dòng người hối hả đi qua đi lại. làm tôi đã lấy lại động lực cho một ngày làm việc mới bắt đầu. Đứng từ trên ban công nhìn xuống dưới, tôi thấy chiếc xe ô tô quen thuộc vừa mới tấp vào lề. Là xe của anh. Anh tự đón tôi mà không gọi báo trước, làm tôi thấy lạ. Có thể anh ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi chăng? Tôi đang muốn gọi cho anh, thì đúng lúc đó anh gọi cho tôi. Biết thế nào anh cũng gọi, nên tôi không bất ngờ cho lắm và mở máy. Em đây. Em dậy rồi sao? Hôm nay dậy sớm vậy à? Vâng, em đang đứng ngoài ban công đây này. Anh Phong nghe thấy tôi nói vậy, liền mở cửa xe ô tô bước ra ngoài. Anh đưa tay lên chào tôi rồi nói: Còn đứng đó nữa, em tắm nắng hả? Mau thay đồ rồi mình đi ăn. Hôm nay anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Tôi nghe anh nói có chuyện quan trọng muốn nói, thì thấy tò mò và hỏi lại: Việc gì mà quan trọng vậy anh? Anh Phong nghe tôi nói vậy, liền đưa tay về phía chỗ tôi đứng vẫy vẫy rồi anh nói: Thôi, em mau thay đồ đi rồi xuống đây. Trên đường tới quán anh sẽ nói cho em nghe. Vâng. Tôi tắt máy rồi quay người đi vào trong. Một lát sau tôi khóa cửa và rồi rời căn hộ xuống ô tô, mở cửa xe ngồi vào trong là tôi đã hỏi anh ngay: Anh mau nói đi, có chuyện gì quan trọng muốn nói cho em nghe hả? Anh Phong lái xe rồi trả lời tôi: Chiều nay em đi làm về, anh qua đón em đi ăn bữa tối cùng gia đình anh. Tôi mở mắt tròn xoe. Tối nay ư? Anh Phong cười: Đúng thế, tối nay chúng ta sẽ đi ăn cùng bố nuôi của anh. Em đừng sợ, trong công việc thì ông khó tính thật, nhưng ngoài giờ làm việc thì ông ấy cũng không khó gần quá đâu. Tôi nghe anh nói vậy thì nhớ tới anh Hùng và Trang cũng từng nói tổng giám đốc ngoài công việc thì rất thân thiện. Tôi gật đầu và nói với anh: Vậy thì anh phải cho em về nhà để chuẩn bị, vì đây là lần đầu tiên ra mắt bố, nên em không thể để xảy ra một sai sót nào cả. Anh Phong nói: Em cứ ăn mặc bình thường thôi. Bố nuôi của anh không quá coi trọng hình thức bên ngoài đâu, nên em đừng cầu kỳ làm gì. Tôi gật đầu và như thầm đồng ý với anh Phong mà không nói gì tiếp nữa. Đến trước sảnh nhà hàng, anh Phong dừng xe lại để tôi vào trước. Anh nói tôi gọi món rồi anh sẽ vào ngay. Vào bên trong, thật nhanh tôi chọn lấy một bàn trống. Thấy tôi kéo ghế ngồi xuống, một nữ nhân viên đi về phía tôi và đứng trước mặt tôi. Cô gái vui vẻ nói: Chị chọn món giúp em nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn nhanh vào thực đơn, chọn lấy vài món mình thích và chọn thêm một món anh Phong thích ăn vào mỗi sáng. Tôi nhìn lên nữ nhân viên trước mặt rồi nói cho cô ấy nghe những món ăn mà tôi chọn vừa rồi. Cô gái gật đầu và rồi nói tôi ngồi đợi. Đúng lúc cô ấy vừa đi thì anh Phong tới nơi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh quay sang nói: Em biết sao không, lần này bố nuôi nói rất ấn tượng với em đấy. Chúc mừng em nhé. Tôi có chút bất ngờ. Thật vậy sao hả anh? Bố nuôi nói cho anh nghe hay sao? Anh Phong nói: Hùng nói cho anh nghe. Hôm trước cậu ấy gặp riêng bố nuôi trong phòng. Chính miệng ông nói rằng ông rất có ấn tượng về em. Còn nói cậu ấy phải giúp đỡ em trong công việc nữa đấy. Nếu mà thật như vậy thì em đúng là may mắn quá. Anh Phong nói thêm: Thế nên là tối nay em đừng có căng thẳng nhé. Cứ bình thường thôi. Vâng, em biết rồi. Đúng lúc này, nữ nhân viên khi nãy mang đồ ăn tới. Cô ấy lần lượt sắp đồ ăn ra bàn rồi chúc tôi và anh ăn ngon miệng. Rồi cô ấy quay người rời đi. Tôi quay qua nói với anh Phong: Anh mau ăn đi, ăn xong mình còn phải đi làm nữa. Ừ, vậy mình mau ăn thôi em. Tôi ăn sáng cùng anh Phong rồi tới công ty làm việc. Ngày hôm nay đúng là tôi gặp may. Làm việc gì cũng rất suôn sẻ, không gặp phải khó khăn gì nhiều. Căn bản hôm nay Hạnh nghỉ và không đi làm, nên tôi có cảm giác công việc của mình cũng dễ thở hơn. Thường ngày, nếu có Hạnh ở đây thì thế nào cô ta cũng phải đi qua chỗ tôi làm đến cả chục lần. Hễ mà tôi có lỗi gì là y như rằng cô ta sẽ chẳng bỏ qua. Tới cuối ngày, tôi chấm vân tay để kết thúc một ngày làm việc. Cũng là lúc anh Phong tới đón tôi theo hẹn từ sáng. Điện thoại trong túi đổ chuông không ngừng. Tôi nhấc máy. Anh đến rồi sao? Em đang đi ra sảnh rồi đây này. Ừ, hôm nay đường cũng không bị tắc, nên anh mới đến đón em được đúng giờ như thế này đấy. Vâng. Tôi tắt máy rồi bước chân ra cũng nhanh hơn. Ra tới chỗ anh Phong đứng, tôi mở cửa xe để rồi ngồi vào trong. Anh mới đóng cửa lại và chạy nhanh để trở về ngồi vào ghế lái. Anh quay người ra sau, với tay xuống ghế và lấy lên một túi đồ. Anh đặt nhẹ túi đồ lên chân tôi rồi nói nhỏ: Anh tặng em này, tối nay trong bữa tối em sẽ mặc nó vì anh nhé. Đây là anh mua tặng cho em đấy. Em thử coi qua đi xem có thích không. Anh cũng không rõ số đo và chiều cao của em, nên nhờ luôn cô nhân viên bán hàng lúc đó, tại vì thấy dáng người của cô ấy cũng giống em. Vâng ạ. Tôi cúi thấp đầu và hai mắt nhìn vào bên trong túi. Ngay khi thấy màu sắc của bộ đồ là rất thích rồi. Tôi quay mặt qua và đưa tay kéo anh lại rồi tặng cho anh một nụ hôn như thay cho lời cảm ơn. Em thích lắm, em thích là được rồi. Thế rồi anh Phong lái xe đưa tôi về tới sảnh chung cư thì dừng lại. Tôi nói anh lên nhà ngồi đợi tôi thay đồ, nhưng anh lại không chịu lên mà nói muốn ở dưới này đợi cho thoáng. Nghe anh nói vậy, tôi không ép anh phải lên nhà cùng tôi nữa. Cứ để anh ở dưới này đúng theo ý muốn của anh cũng tốt. Bữa tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng, tôi mặc đồ anh Phong tặng và cùng anh bước vào trong dưới ánh mắt của nhiều người, làm tôi cảm thấy rất ngại. Anh Phong nắm lấy tay tôi và nói: "Đừng có ngại, tối nay em đẹp lắm." Anh nói thật không? Thật mà, vợ của anh là đẹp nhất, kể cả không cần phải trang điểm. Anh chỉ giỏi nịnh em thôi, mà ai đã là vợ của anh? Anh Phong nghe tôi hỏi thì bật cười thành tiếng. Vậy em không muốn làm vợ của anh sao hả? Tôi ngượng tới mức đỏ mặt và không nói thêm được câu nào nữa. Dừng trước bàn tiệc của gia đình anh, ngay lập tức nụ cười trên gương mặt tôi vụt tắt. Vì trong số những người có mặt, Hạnh ngồi đó và ánh mắt nhìn tôi thì vô cùng khó chịu. Thấy tôi đến cùng anh Phong, bố nuôi của anh liền nói: Hai đứa tới rồi hả? Mau ngồi xuống đi. Tối nay cháu rất xinh đẹp đó Lan. Vâng, con chào bác ạ. Tôi cũng bất ngờ vì có cả anh Hùng và Trang ở đây. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Trang kéo tay tôi rồi hỏi nhỏ: Này chị Lan, chị mua bộ đồ này ở đâu mà đẹp thế? Mai chỉ chỗ cho em mua được không? Tôi liền đáp: Bộ này là anh Phong mua tặng chị, chứ chị có biết chỗ mua đâu. Trang tròn xoay mắt nhìn anh Phong. Anh Phong, thật không ngờ anh cũng có mắt chọn đồ lắm đó nha. Anh Phong cười, nhưng chưa kịp nói thì bố nuôi của anh đã lên tiếng. Kìa, đồ ăn ra tới nơi rồi. Hôm nay ăn uống thật vui vẻ. Trong đầu có khó chịu hay bực bội gì thì bỏ qua cả nhé. Sau câu nói vừa rồi của Tổng Giám Đốc, cả bàn đồng thanh nhất trí hô lên: Vâng, thưa sếp. Trang nói trước: Dạ thưa bác, cháu có một đề nghị thế này ạ. Bác nghe rồi nếu thấy hay thì duyệt cho cháu nhé. Thì ra tên của Tổng Giám Đốc là Khôi. Tới giờ tôi mới biết tên của ông. Nghe xong câu hỏi của Trang, ông liền đáp: Được, cháu cứ nói ra nghe xem nào. Dạ, cháu muốn sau bữa ăn, bác đưa cả nhà đi hát một bữa cho thỏa thích được không ạ? Nghe Trang nói tới hát, cả nhà ai cũng ồ lên thích thú. Riêng Hạnh thì tôi thấy cô ta vẫn ngồi im và không hưởng ứng gì. Cô ta lẩm bẩm: Đi hát thôi mà có cái gì đâu mà phải thích đến vậy chứ. Anh Phong nghe Hạnh nói xong thì đáp: Nếu mà em bận thì ăn xong có thể về trước mà Hạnh. Hạnh tức đến đỏ mặt, nhưng cô ta biết không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ của bữa tối, nên đành miễn cưỡng ngậm hột thị mà không nói thêm gì nữa. Sau bữa tối, ông Khôi nói muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. Nghe vậy tôi đứng dậy theo ông rời khỏi bàn tiệc. Ra tới ngoài vườn, ông Khôi nói với tôi: Cháu đừng có chấp nhặt con bé Hạnh nhé. Tôi nghe vậy thì liền đáp: Vâng, bác đừng nghĩ gì cả, cháu biết tính cách của chị ấy mà. Ông Khôi quay lại và mắt nhìn ra xa xăm, nói bằng một giọng đượm buồn: Từ sau khi bác và mẹ con bé chia tay, thời gian dành cho con bé cũng không nhiều. Việc bác có thể làm bây giờ là làm theo những gì con bé muốn để nó được vui. Bác biết có thể là bác chiều sẽ làm hư nó, nhưng bác không nỡ trách mắng con bé. Cháu hiểu chứ Lan? Tôi hiểu tại sao ông Khôi làm vậy. Tôi trả lời: Vâng, cháu hiểu mà. Ông Khôi quay mặt qua nhìn tôi: Cháu hiểu là tốt rồi. Bác muốn gặp riêng cháu không chỉ để nói về con bé Hạnh. Còn có một việc mà bác nghĩ cháu cần phải biết. Tôi tò mò: Dạ thưa bác, việc gì vậy ạ? Ông Khôi nghe tôi hỏi thì trả lời: Việc Phong là con nuôi của bác, chắc hẳn là nó cũng đã cho cháu biết. Tôi gật đầu thưa: Vâng, anh Phong có nói cho cháu nghe rồi ạ. Ông Khôi lại tiếp tục: Trước đây khi bác chưa nhận cậu ấy là con, thì con bé Hạnh lúc đó rất thích thằng Phong. Bác cứ nghĩ đơn giản lúc đó hai đứa nó là anh em thì tình cảm của con bé sẽ thay đổi. Nhưng thật chẳng ngờ là con bé vẫn luôn giữ tình cảm đó ở trong lòng. Tôi biết ý của ông Khôi đang muốn truyền đạt đến mình, liền nói với ông: Dạ, cháu hiểu điều bác đang muốn nói cho cháu. Nhưng việc tình cảm trai gái vốn dĩ phải xuất phát từ hai phía. Hạnh yêu anh Phong, nhưng anh ấy nói rõ với cháu rồi, anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với chị Hạnh bác à. Ông Khôi nghe tôi nói xong thì thở dài và quay người đi vào trong. Tôi biết tại sao ông lại im lặng như vậy, nên không nói gì thêm nữa. Tôi ngồi xuống ghế đá và nghĩ tới những gì ông Khôi nói. Ông ấy luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình. Vậy ông nói chuyện Hạnh thích anh Phong cho tôi nghe. Không phải ý của ông ấy là đang muốn thấy tôi khó mà rút hay sao? Em đang làm gì trong này mà không vào trong? Em đang hóng gió cho mát một lúc thôi anh à. Vừa rồi bố nói gì với em vậy? Tôi không muốn nói hết cho Phong nghe, nên chỉ nói với anh là tôi và ông Khôi nói chuyện với nhau về công việc thôi. Anh Phong nghe tôi nói xong thì không nghi ngờ gì cả, và kéo tay tôi rồi nói: Mình đi vào trong kia ngồi cùng bố một lát đi, xong rồi anh đưa em đi dạo một vòng rồi về. Em đồng ý không? Tôi gật đầu và trả lời anh: Vâng. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi đang đi cùng anh Phong thì phải dừng lại. Là số máy di động của bố. Nhưng khi tôi mở máy đưa lên tai thì nhận ra giọng nói của mẹ kế. Giọng bà ta gấp gáp nói trong điện thoại: Lan, con đang ở đâu vậy Lan? Bố con ông ấy xảy ra chuyện rồi. Nghe mẹ kế nói bố gặp chuyện, tôi lo lắng hỏi lại bà ấy: Có chuyện gì xảy ra với bố con vậy? Giọng mẹ kế gấp gáp: Ông ấy bị tai biến, hiện đang ở trong bệnh viện rồi. Dì cũng đang ở trong viện, con mau tới đây đi. Tôi tắt máy và quay người bỏ chạy, không kịp nói gì với anh Phong. Anh thấy tôi vậy thì gấp gáp chạy theo sau. Chạy ra tới đường, anh kéo tôi lại rồi nói: Có chuyện gì vậy hả em? Tới lúc này thì nước mắt tôi đã nhòe đi. Bố em bị tai biến, ông ấy đang ở bệnh viện rồi. Anh Phong liền kéo tay tôi ra xe đỗ bên kia đường. Để anh đưa em đi. Lúc này tôi không thể nói gì ngoài khóc. Tâm trạng của tôi lúc này đang thật rất lo cho tình trạng sức khỏe của bố. Nếu bố có gặp phải chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào đây? Anh Phong lái xe đưa tôi tới viện. Và không để mất thời gian, xe anh vừa đỗ lại là ngay lập tức tôi mở cửa xe và chạy thẳng vào bên trong. Vừa chạy, tôi vừa khóc vừa kéo tay của các y bác sĩ trên đường và y tá để hỏi họ đường đến phòng cấp cứu. Vừa đến được tới nơi, mẹ kế và anh Hoàn đang ngồi trên ghế. Thấy tôi tới, cả hai đứng dậy. Mẹ kế đỡ tôi ngồi xuống vì thấy tôi đứng như sắp ngã tới nơi rồi. Con ngồi xuống đây, các bác sĩ đang giúp bố con ở bên trong. Dì mong là bố con sẽ không sao. Tôi không biết nói gì, chỉ còn biết hai tay ôm mặt và khóc nức nở. Anh Hoàn ngồi xuống bên cạnh, an ủi tôi: Lan, Dượng sẽ không sao đâu em. Dù biết là các bác sĩ đang cố cứu bố, nhưng trong lòng tôi lúc này nóng như có lửa đốt. Đến khi cánh cửa phòng đang đóng kín kia được mở ra bởi một nam bác sĩ, lúc này tôi mới thôi không khóc nữa mà đứng dậy và đi nhanh tới trước mặt nam bác sĩ, hỏi ông: Bác sĩ ơi, bố của em, ông ấy có sao không? Bố em không sao rồi đúng không ạ? Nam bác sĩ khẽ đưa tay tới và gỡ bàn tay của tôi ra rồi nhỏ giọng: Em bình tĩnh lại đã. Bố em bị tai biến, hiện phải mổ gấp vì tình trạng não của ông ấy đang bị chảy máu trong rồi. Em phải chuẩn bị tinh thần vì tỷ lệ thành công là rất thấp. Tôi lúc này thì đã không còn đứng vững được nữa. Anh Hoàn phải đỡ lấy tôi từ phía sau mới giúp tôi đứng thẳng người dậy. Mẹ kế tôi nói với bác sĩ: Bác sĩ ơi, mong bác sĩ tận lực cứu lấy ông ấy. Bác sĩ khẽ gật đầu và nói với mẹ kế rồi quay người đi vào trong. Gia đình đi làm thủ tục mổ và nhập viện cho ông ấy đi. Vâng. Mẹ kế nói tôi ngồi lại đây cùng anh Hoàn đợi bà ấy đi làm thủ tục. Đúng lúc này anh Hiển đi vào tới nơi. Thấy tôi khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, anh nói: Em đừng quá lo lắng, Dượng sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi ở lại viện cả ngày. Tới cuối ngày tôi nói mẹ kế và hai anh em ra về để tôi ở lại trông bố. Lúc đầu anh Hoàn không đồng ý để một mình tôi ở lại, nhưng sau khi anh Hiển nói anh ấy sẽ ở lại cùng tôi, anh Hoàn mới yên tâm cùng mẹ kế ra về. Mẹ kế và anh Hoàn đi khỏi, anh Hiển nói với tôi: Em cũng đi nghỉ đi, đêm nay anh thức trông Dượng cho, sáng mai anh sẽ gọi em dậy sớm. Tôi không chịu vì chưa buồn ngủ. Lúc này tôi chỉ muốn ở lại đây cho tới khi bố tôi tỉnh lại mới thôi. Anh Hiển biết lúc này anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không chịu, nên anh không ép tôi đi ngủ nữa. Bố nằm trong phòng hồi sức sau mổ. Tôi đứng ngoài nhìn vào trong thật lâu rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh anh Hiển. Anh quay qua nhìn tôi, đôi mắt anh buồn lắm. Tôi hiểu anh cũng đang rất lo cho bố. Anh có mệt lắm không anh? Tôi hỏi anh Hiển, anh lắc đầu. Anh không sao, anh chỉ lo em mệt thôi. Dượng mà tỉnh lại thấy anh để cho em thức khuya không chịu đi ngủ, thế nào cũng mắng anh một trận cho mà coi. Nếu là thường ngày câu nói của anh Hiển thì chắc chắn sẽ làm tôi cười. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, nên nụ cười đến với tôi sao mà khó khăn quá. Em sao vậy? Em mệt rồi hả? Buồn ngủ rồi đúng không? Tôi lắc đầu. Em không, tại sao anh lại hỏi vậy chứ? Em đã nói là em không mệt với anh rồi cơ mà. Anh Hiển nhíu mày quan sát. Khóc sưng cả mắt thế kia, hai mắt bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi, mà cái miệng vẫn còn cố biện minh nữa hả? Con bé này đúng thật là... Nói tới đây thì anh Hiển có điện thoại gọi tới. Chuông đổ không ngừng. Anh đứng dậy và quay người đi ra sân bệnh viện. Không cần hỏi, tôi cũng biết người gọi cho anh là ai rồi. Là cô gái ấy, là người yêu của anh. Anh Hiển đứng và nói chuyện điện thoại một lúc rồi quay lại chỗ tôi. Cả tôi và anh nhìn nhau, nhưng không cần nói gì cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Hơn nửa giờ ngồi cạnh nhau không nói gì, chợt anh ấy đứng dậy và đi ra ngoài theo hướng cổng chính của bệnh viện. Tôi biết là anh ra đó gặp cô gái ấy. Và quả đúng như tôi nghĩ, anh trở lại ngay sau đó cùng cô bạn gái có gương mặt xinh đẹp như tiên. Chào cô, tôi ngủ không được nên muốn tới đây. Cô đừng quá lo, bác sẽ không việc gì đâu. Tôi nghe cô bạn gái của anh Hiển nói xong thì khẽ gật đầu và trả lời. Vâng, em cảm ơn. Cô gái ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh Hiển đứng dậy và nói. Hai em ngồi đây nói chuyện đi. Anh ra ngoài kiếm cái gì ăn. Cả hai đói bụng rồi đúng không? Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của anh Hiển thì cô gái đã nói trước. Vâng, anh đi đi. Lúc tối em ăn ít đồ ăn nhẹ nên giờ cũng đói rồi. Anh Hiển gật đầu rồi rời đi. Lúc này cô gái quay mặt qua tôi rồi nói. Em còn ít tuổi mà, chị đừng gọi em là chị. Em tên là Liên, tên chị là Lan phải không? Em có nghe anh Hiển nhắc tới chị một vài lần. Tôi gật đầu và đáp. Vậy ư, anh ấy nói gì vậy? Em nói chị nghe được không? Liên nghe câu hỏi của tôi thì cười rồi trả lời. Anh ấy nói là giá của chị không phải là con của dượng anh ấy thì thật tốt biết mấy. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nghe Liên nói xong câu nói của anh Hiển. Đúng là trước đây khi chưa đến với anh Phong, tôi đã và luôn có suy nghĩ giống như vậy. Chắc hẳn là anh Hiển nói cho em nghe hết rồi. Liên gật đầu. Vâng, em cũng thấy tiếc cho hai người. Nhưng chị hiện tại không phải là có bạn trai rồi đó ư? Vậy là tốt rồi chị nhỉ. Chuyện quá khứ thì nên quên đi, có phải không ạ? Tôi gật đầu và nói với Liên. Đúng rồi em, những gì của quá khứ thì nên quên đi vẫn tốt hơn. Liên nắm lấy tay tôi. Chị có biết là em bị mẹ anh Hiển ghét không? Em không hiểu tại sao mẹ anh ấy lại ghét em đến mức đó. Em có làm gì sai hay là do em làm ở quán bar nên bà ấy nghĩ sai về em? Tôi lựa lời nói với Liên. Mẹ kế của chị là người như vậy, em phải chấp nhận nếu còn muốn tiếp tục đến với anh ấy. Chị tin là nếu em và anh Hiển thật sự yêu thương nhau thì bà ấy có cấm cũng không thể cấm được mãi mà. Chỉ cần có lòng tin vào tình yêu là sẽ vượt qua được hết thôi em. Liên gật đầu. Vâng, em cũng nghĩ giống như chị. Đúng lúc đó thì anh Hiển quay lại, thấy hai chị em nói chuyện. Anh đưa đồ ăn và nước mới mua về tới trước mặt tôi. Anh khẽ hỏi. Hai chị em đang nói xấu gì anh đúng không hả? Tôi chưa kịp nói gì thì Liên ngồi bên cạnh lên tiếng trước. Có nói xấu gì anh đâu, mà anh làm gì xấu hay sao mà sợ bị người khác nói xấu chứ hả? Anh Hiển liền nói liệt. Em nghĩ anh xấu vậy sao? Vậy em còn yêu anh, còn muốn cưới anh nữa không hả? Liên bật cười sau câu nói của anh Hiển. Cô ấy kéo tay anh ngồi xuống ghế và nhẹ dựa đầu vào vai anh. Tôi thấy họ thật hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho anh Hiển vì Liên không phải như lời mẹ anh nói. Cô ấy không xấu xa như mẹ ký tôi nghĩ. Chợt có tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Xem màn hình thì thấy là anh Phong gọi. Tôi mở máy và nghe. Anh nói anh đã đến viện nên tôi đứng dậy đi ra ngoài và đón anh vào. Thấy anh Phong tới, anh Hiển đứng dậy đưa tay. Chào anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn cả chứ? Anh Phong cười rồi trả lời. Tôi ổn, cậu thì sao? Đây là bạn gái của cậu hả? Khi nào thì hai người tổ chức nhớ phải mời tôi đó nhé. Tôi thấy mặt Liên đỏ lên, chắc hẳn là cô ấy đang ngượng rồi. Anh Hiển ngồi lại và nói chuyện thêm một lúc thì cùng Liên ra về. Ở bệnh viện chỉ còn lại tôi và anh Phong. Anh nói, em có mệt lắm không? Xin lỗi hôm qua anh có việc đột xuất không vào viện cùng em được. Không sao mà anh. Mà anh có việc gì thế? Anh Phong thở dài. Anh đến gặp cảnh sát. Họ muốn gặp anh để làm rõ một vài việc. Nghĩ tới việc xảy ra anh Hoàn nói lần trước, tôi lo lắng hỏi. Vậy bây giờ sao rồi anh? Anh không có liên quan tới sự việc lần đó chứ? Anh Phong trả lời câu hỏi của tôi thật nhanh mà không phải suy nghĩ. Tất nhiên là không rồi em. Anh đã nói rõ với em lần trước là anh không liên quan gì tới vụ ẩu đả đó rồi mà. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn sau câu trả lời vừa rồi của anh Phong. Anh không liên quan tới việc làm anh Hoàn và bạn anh ấy bị thương nặng thì thật là tốt quá rồi. Chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau thì bất ngờ tôi thấy 5 bác sĩ đi cùng 2 cô y tá. Họ đang đi rất nhanh tới chỗ tôi và anh Phong. Nhìn sắc mặt của họ rất lo lắng nên tôi hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế, đi nhanh tới hỏi 5 bác sĩ thì được biết bố tôi có chuyển biến xấu. Tôi đã bật khóc ngay sau khi lời nói của 5 bác sĩ. Tôi đứng không còn vững nữa, anh Phong phải dùng hai tay mới đỡ và giúp cho tôi đứng không bị ngã xuống. Tôi đứng ngoài căn phòng, nhìn vào trong qua một ô kính lớn. Ở bên trong, bác sĩ và y tá đang cố gắng hết sức để kéo bố tôi quay trở lại từ tay tử thần. Nhưng rồi, nhìn họ đứng im bất lực và nhìn bố nằm im trên giường bệnh. Và rồi từ giây phút này, tôi đã biết bố tôi đã không còn ở bên cạnh bên tôi được nữa. Tôi khóc nấc lên, anh Phong ôm chặt lấy tôi. Lúc này, ngoài việc cục mặt vào ngực anh mà khóc, tôi đã không còn có thể làm gì khác được nữa. Làm thủ tục xong, mẹ kế đưa bố về nhà lo hậu sự cho ông. Suốt những ngày tang lễ diễn ra, tôi không ngủ được mà ngồi kế bên bố cho tới khi họ đưa bố đến chặng đường cuối cùng. Hai mắt tôi khóc tới mức đỏ quạch. Anh Phong nói thế nào, tôi cũng không thể ngừng khóc. Lúc hạ áo quan xuống hiệt, anh Phong phải kéo tôi lên trên. Khóc nhiều lại thêm thức đêm không ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi và ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Không biết nằm bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ tại chung cư rồi. Là anh Phong đưa tôi về đây. Anh thấy tôi tỉnh lại thì đi nhanh tới và cầm cốc nước trên tay. Em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi? Hai mắt tôi rưng rưng và nước mắt cứ như vậy trào xuống. Em không sao, bố em... Anh Phong khẽ vòng tay ôm lấy tôi, anh nói. Em phải mạnh mẽ lên, bố mất rồi, ông không muốn thấy em thế này đâu. Tôi im lặng không nói gì và cứ chỉ ngồi đó và khóc. Anh Phong nói với tôi, anh biết chứ, bố ở dưới đó không muốn con gái của bố buồn đâu. Thật đấy, tin anh đi, em phải mạnh mẽ lên, em phải sống thật tốt. Chỉ có như vậy thì bố mới có thể yên tâm về em được. Tôi biết là anh Phong muốn an ủi nên anh mới nói vậy, chỉ vì muốn tôi có thể mạnh mẽ hơn. Bố mất rồi, tôi không muốn để ảnh thờ của ông ở bên nhà mẹ kế nữa, nên sau tang lễ một thời gian, tôi có nói với anh Phong là đưa tôi qua đó. Thấy tôi tới nhà và kế bên tôi có anh Phong đi cùng, mẹ kế lấy làm lạ liền hỏi tôi, hai đứa về nhà có chuyện gì không? Tôi kéo anh Phong cùng ngồi xuống ghế và nói với mẹ kế, dạ, con muốn nói với dì một việc, rất mong dì đồng ý. Mẹ kế nhìn tôi hỏi, là việc gì? Con cứ nói, nếu mà giúp được thì dì sẽ giúp. Tôi không muốn vòng vo nên nói thẳng vào vấn đề chính. Dì ơi, con tới đây muốn xin dì cho con chuyển di ảnh của bố về căn hộ chung cư con đang ở. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ kế đã gạt đi và tỏ vẻ không đồng ý. Không được, dì không đồng ý. Tôi gấp gáp hỏi lại, con muốn đặt ban thờ của bố tại nhà con để tiện việc nhang khói, sao lại không được ạ? Mẹ kế mắng tôi, con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Chuyện này dì không đồng ý đâu, mai mốt con đừng có gặp dì để bàn tới chuyện này nữa, biết chưa? Tôi đứng dậy và lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tại sao con không thể thờ cúng bố của con tại nhà của con chứ ạ? Dì với bố con sống chung trên danh nghĩa thôi mà, bố con đâu có đám cưới với dì đâu. Một cái bàn tay thật mạnh từ bàn tay bà mẹ kế vung lên cao rồi tát thẳng vào mặt tôi. Bà đánh tôi. Từ ngày bố tôi còn sống, ông đã không thấy được bộ mặt thật của bà, nên giờ ông mất rồi, bà hiện nguyên hình rồi đúng không hả? Mẹ kế quát tôi, con danh con, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Mày nghĩ căn hộ chung cư đó là của bố mày hay sao? Là tao đứng sau mua cho bố mày đấy biết chưa? Tao nhịn mày lâu lắm rồi, nếu không là vì tao yêu bố mày thì mày nghĩ mày có ngày hôm nay không? Được sống một mình trong một căn hộ chung cư như vậy hay sao hả? Tôi cứng họng và không nói được gì nữa. Thì ra để tôi có thể sống riêng mà bố phải hạ thấp mình và chấp nhận quay lại sống chung với bà ta, chỉ để mẹ kế đồng ý mua căn hộ chung cư đó cho tôi. Bà mẹ kế thấy áp đảo được tôi, bà ta tiếp tục nói, tao nể tình bố mày và tao nên mới không đuổi mày ra khỏi căn hộ chung cư đó. Vậy mà mày còn đến tận đây để đòi tao phải đồng ý với yêu cầu của mày hay sao hả? Được thôi, nếu mày chịu dọn ra khỏi căn hộ đó, tao để mày lấy di ảnh của bố mày về thờ cúng đấy. Mày thấy sao? Mày đồng ý thì bàn tiếp, còn không thì biến. Tới lúc này thì tôi không thể nào nhịn bà ta thêm được nữa. Tôi nói dứt khoát, được rồi, nếu căn hộ chung cư đó không phải là của bố con tôi thì nay tôi trả lại nó cho bà. Bố tôi mất rồi, từ giờ giữa tôi và bà không còn quan hệ gì nữa. Mẹ kế đứng dậy và nói, được thôi, Ngay ngày mai mày dọn ra khỏi căn hộ chung cư đó đi đã, rồi tới đây mà lấy ảnh bố mày về mà thờ cúng. Tao không cản. Hai mắt tôi chợt thấy cay xè. Không phải lời nói của mẹ kế làm tôi đau lòng mà khóc. Tôi khóc chỉ vì là thương bố, vì ông không thể sống mà thấy được bộ mặt giả tạo của người đàn bà này. Anh Phong kéo tay tôi đứng dậy. Thôi, chúng mình về thôi em. Bà ấy đã nói vậy rồi thì anh nghĩ việc cần làm là nhanh chóng dọn ra khỏi căn hộ đó. Sau đó thì anh sẽ đưa em tới đây lấy lại di ảnh của bố về. Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh Phong. Lúc này tôi cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Đối với tôi, bây giờ căn hộ chung cư đã không còn quan trọng bằng việc tôi có thể lấy lại di ảnh của bố và sau đó sẽ tìm một căn nhà mới để dọn vào sống. Anh Phong đi cùng tôi ra tới cổng thì anh Hoàn từ trong nhà chạy ra. Anh nói với tôi: Lan, anh xin lỗi. Mẹ anh, bà ấy... Tôi quay lại nói với anh Hoàn: Anh Hoàn, anh đừng áy náy về chuyện đó nữa. Anh là người tốt. Anh sẽ mãi là anh của em. Em hiểu anh muốn nói gì mà. Không cần phải nói nữa đâu anh. Thôi em về nhà đây. Anh cũng vào lại trong nhà đi. Tôi nói rồi quay qua nói với anh Phong: Mình về thôi anh. Phong gật đầu rồi cùng tôi ra xe. Lúc cả hai ngồi vào trong xe, anh nói với tôi: Em đừng lo lắng gì nữa. Việc nhà mới cứ giao cho anh sẽ lo cho em. Tôi hỏi lại anh lo gì chứ? Em có thể tự lo được cho mình mà. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em trong thời gian này. Anh Phong nắm bàn tay tôi và nói: Lan, em là bạn gái của anh, em phải để anh lo cho em chứ. Thật ra là anh có một bất ngờ muốn cho em biết từ lâu rồi. Thật không ngờ hôm nay anh lại có được cơ hội cho em biết bí mật đó của anh sớm hơn. Tôi tò mò: Bí mật gì chứ? Anh Phong cười: Em có muốn biết không? Tôi gật đầu: Vâng, em đang rất muốn biết đây. Anh còn không mau nói cho em biết đi. Anh Phong không nói gì mà quay qua khởi động rồi lái xe đi. Anh đưa tôi tới một căn nhà 5 tầng rồi dừng xe ở bên ngoài. Đến rồi, em vào trong xem đi. Tôi bất ngờ lắm. Tôi mở cửa xe và bước xuống đường. Tôi đứng nhìn căn nhà lớn và quả thật là rất đẹp. Anh Phong, đây là... Anh Phong khẽ ôm lấy tôi: Đây là nhà của em. Sau khi cưới chúng mình sẽ sống ở đây. Em có thấy thích căn nhà này không? Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì anh Phong đã mở cửa nhà rồi kéo tay tôi vào trong. Đi từng phòng, đèn điện trong nhà được anh dùng tay bật sáng hết cả. Đây là phòng khách, rồi phòng bếp, trên gác là phòng ngủ của chúng mình. Cứ như vậy, anh Phong đưa tôi đi tham quan từng căn phòng một. Anh làm tôi thấy thật bất ngờ. Đồ đạc trong nhà anh đã chuẩn bị đầy đủ hết cả. Tôi còn chưa biết phải nói gì thì bất ngờ anh đưa tới trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ. Em đồng ý làm vợ của anh nhé, Lan. Đây là... Anh Phong khẽ gật đầu. Anh muốn chúng mình được đám cưới. Em có đồng ý trở thành vợ của anh không? Nếu mà em đồng ý thì đợi hết thời gian chịu tang bố, rồi tới lúc đó mình sẽ tổ chức lễ cưới và sẽ sống bên nhau mãi mãi. Tôi bật khóc và ôm chặt lấy anh Phong. Em đồng ý, em đồng ý. Thấy tôi nhận lời, anh Phong mừng và cảm động lắm. Cứ như vậy mà ôm chặt lấy tôi. Kìa anh ôm em chặt quá. Anh xin lỗi, tại vì anh mừng quá nên... Tôi đưa tay và chạm nhẹ vào môi anh, ngăn lời anh lại rồi thật nhanh. Tôi thu tay về và chủ động tặng cho lời xin lỗi đáng yêu đó của anh một nụ hôn bất ngờ. Bất ngờ đến mức tôi cảm nhận được toàn thân anh đứng y như một bức tượng. Anh còn chưa kịp phản ứng trước nụ hôn của tôi. Phải mất vài phút tôi mới thấy anh đưa tay lên và ôm nhẹ lấy eo tôi. Và nụ hôn từ anh đáp lại càng làm tim tôi đập nhanh hơn. Từ giây phút này tôi mới thật sự tin rằng anh Phong chính là hạnh phúc của mình. Cả hai quay trở lại tầng 1. Anh Phong ngồi xuống ghế rồi kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Sáng mai em dọn qua đây luôn đi. Gấp vậy sao hả anh? Gì mà gấp? Không phải là em sẽ trả lại căn hộ cho bà ta đó sao? Đúng là như thế, nhưng mà em... Anh Phong đưa tay lấy khăn ướt rồi dùng nó lau mồ hôi trên trán cho tôi. Anh nói: Em ngại đúng không? Tôi gật đầu nhưng chưa mở miệng nói thì anh Phong lại nói tiếp: Không có việc gì phải ngại cả. Căn nhà này là do anh dùng tiền tích cóp được trong nhiều năm. Tất nhiên là bố nuôi anh cũng hỗ trợ thêm mới đủ. Nhưng số tiền đó sớm muộn anh cũng sẽ trả hết cho ông ấy. Nếu mà em tin tưởng anh, từ mai anh và em sẽ cùng sống trong ngôi nhà này cho đến khi em chịu tang bố em 3 năm. Tới lúc đó chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới. Em thấy sao? Em có đồng ý không? Tôi biết anh Phong luôn thật lòng yêu thương tôi, nên tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh ấy. Hơn nữa, bố và mẹ tôi đã mất cả rồi. Ngoài anh Phong ra, tôi đâu còn có thể nương tựa vào ai khác được. Vâng. Anh Phong thấy tôi đồng ý thì hài lòng lắm. Anh đứng dậy rồi kéo tay tôi ra cửa. Tốt, vậy sáng mai anh sẽ phụ em dọn đồ đạc từ chung cư sang đây. Đồ đạc của anh thì không cần phải dọn sang, anh mua dần cũng được. Vâng, anh Phong, anh thật tốt với em quá. Anh Phong khóa cửa lại như cũ, rồi mở cửa xe ô tô để tôi ngồi vào trong. Anh nói, em còn nói những câu khách sáo kiểu như vậy thì anh sẽ giận em thật đó. Đúng lúc này tôi thấy có một nhóm người lạ mặt rời khỏi chiếc ô tô màu mận đỏ đỗ ở hướng bên kia đường, đi đến chỗ tôi và anh Phong. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh vì lúc này tôi đang rất sợ. Anh Phong nói với tôi, em mau gọi cảnh sát đi, nói họ mau tới đây, sẽ không sao đâu, em đừng sợ. Anh Phong nói rồi thì cúi người xuống dưới và lấy ra tay một thanh gỗ khá dài. Anh mở cửa xe ra ngoài là ẩu đả với nhóm người kia ngay lập tức, làm tôi hoảng quá. Chân tay tôi run lên và đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống sàn xe. Không nghĩ thêm nữa, việc tôi có thể giúp được cho anh Phong và chính tôi là thật nhanh gọi điện báo cảnh sát để họ mau tới đây. Gọi điện xong, tôi ngồi trong xe và chứng kiến bọn người xấu xa kia đánh anh Phong mà tôi chẳng thể giúp gì anh được. Nước mắt cứ trực trào ra. Ở bên đối diện, chỗ ô tô của nhóm người này có một chiếc ô tô khác màu xanh lá bất ngờ khởi động rồi lăn bánh rời đi rất nhanh. Tôi không kịp nhìn biển số xe của chiếc xe vừa rời đi đó. Nhưng tôi tin người lái chiếc ô tô kia và nhóm người xấu đang hành hung anh Phong là có liên quan tới nhau. Cảnh sát vừa đến nơi, vừa thấy xe cảnh sát, nhóm người xấu kia lập tức bỏ lại anh Phong nằm trên đất toàn thương tích, để rồi lên xe ô tô rời đi. Anh Phong được cảnh sát hỗ trợ đưa anh vào bệnh viện. Tôi cũng theo cùng tới đó. Cảnh sát có hỏi cả tôi và anh về bọn người xấu kia, nhưng cả hai đều lắc đầu vì không biết bọn chúng là ai cả. Cảnh sát hỏi anh Phong là anh có thù hằn gì với ai không, nhưng anh lắc đầu. Các anh cũng nghe bạn gái em nói rồi ạ? Em có biết bọn người đó là ai đâu. Ngay lúc thấy bọn chúng là em hỏi bạn gái em gọi điện báo cho các anh ngay mà. Tôi gật gật đầu như khẳng định lời anh Phong nói là thật. Cảnh sát hỏi tôi có nghi ngờ cho ai không, nhưng tôi thật không thể nghĩ ra được ai lại muốn thuê người tới đánh anh Phong. Nhưng chợt tôi nghĩ tới một người, nhưng rồi tôi lại lắc đầu vì người tôi mới vừa nghĩ tới chính là Hạnh. Nhưng nào cô ta có thể có gan làm chuyện này được. Dù có ghét tôi vì đã giành lấy anh Phong đi chăng nữa thì Hạnh cũng không muốn làm anh Phong bị thương tới mức thương tích khắp người như thế này đâu. Hơn nữa, nếu là cô ta thì người bị đánh phải là tôi mới phải chứ, đâu có thể là anh Phong được. Vậy thì là ai? Ai mà lại muốn làm anh bị thương? Tôi thật không thể nghĩ nổi ra được kẻ đó là ai. Giá mà tôi có thể nhìn thấy được người lái chiếc ô tô màu xanh rời đi lúc anh bị nhóm người xấu xa kia đánh thì tốt biết mấy. Cảnh sát hỏi xong thì đứng dậy và rời đi. Họ nói sẽ liên lạc với anh Phong khi có thông tin từ đám người hành hung kia. Cảnh sát đi rồi, lúc này tôi mới hỏi anh Phong. Anh có nghĩ ra được là ai muốn hại anh không? Anh Phong sắc mặt bất an thấy rõ. Khi thấy sắc mặt của anh lạ, tôi liền hỏi. Anh sao thế? Anh Phong thở dài. Anh nghĩ tới một người, nhưng anh không nghĩ anh ta xấu xa tới mức phải thuê người theo dõi, để rồi đánh anh bị thương tới mức này. Tôi gấp gáp hỏi. Người anh đang nói tới là ai vậy? Anh Phong nói. Anh nghĩ người anh đang nghĩ tới em cũng quen đó Lan à. Nghe anh Phong nói, người hại anh ta tôi cũng quen, làm hai mắt tôi cứ tròn xoe và nhìn thẳng vào gương mặt anh, đến nỗi không thể chớp lấy một cái. Anh nói gì chứ? Em cũng biết hắn sao? Anh Phong nói. Anh đang nói tới anh ta. Con trai cả nhà mẹ kế của em đó, chính là anh Hoàn đó Lan à. Tôi nào có thể tin được lời anh Phong vừa nói khỏi miệng là sự thật cho được. Anh Hoàn không phải là người xấu. Anh ấy sẽ không vô cớ để thuê nhóm người xấu xa kia đánh anh Phong bị thương đâu. Sao anh lại nghĩ là anh Hoàn vậy? Anh ấy sẽ không làm vậy với anh đâu. Anh Phong dựa lưng vào ghế và nói với tôi. Anh biết em sẽ khó mà có thể chấp nhận được rằng anh ta lại làm vậy với anh. Nhưng ngoài anh ta ra thì anh không thể nghĩ được ra ai khác nữa Lan à. Em thử nghĩ mà xem. Bạn anh ta bị bạn thân của anh đánh trọng thương. Anh ta luôn nghĩ anh có liên quan tới vụ ẩu đả hôm đó, không phải sao? Lúc anh và em ở nhà bà Thanh, anh thấy ánh mắt của anh ta nhìn anh không hề có thiện cảm. Ánh mắt đó như chỉ là chờ có cơ hội là ăn tươi nuốt sống anh ngay vậy. Tôi nói với anh Phong, Anh đừng vội kết luận mà đổ oan cho anh Hoàn. Em biết anh ấy từ những lúc còn ngày bé, và bố đưa em vào nhà anh ấy sống. Bọn em đã lớn lên cùng nhau, và tính cách của anh ấy thế nào, chẳng lẽ em lại không rõ hay sao? Anh để em đi gặp anh ấy, em sẽ cho anh một đáp án được không? Anh Phong lắc đầu nói với tôi. Em vẫn còn bênh vực anh ta được sao? Tôi lắc đầu. Không, em không bênh anh ấy. Nếu mà anh ấy làm sai, em sẽ không bỏ qua và tha thứ cho anh ấy đâu. Anh Phong thở dài. Nếu anh ta làm thì sao? Anh đâu có dại dột mà đi thừa nhận việc đó với em. Tôi biết anh Phong đang tức vì tôi bênh vực anh Hoàn, nhưng tôi có niềm tin rằng anh Hoàn không phải là người thủ đoạn xấu xa như anh Phong nói. Tin anh Hoàn cũng giống như em tin anh vậy đó. Anh Hoàn nói anh đánh bạn anh ấy trọng thương, em cũng không tin rằng anh làm việc đó. Thì bây giờ cũng vậy, em không tin anh Hoàn thuê người hành hung anh đâu. Anh hiểu em muốn nói gì, đúng thế không? Anh Phong nhắm mắt và anh không nói gì nữa. Tôi cũng muốn biết anh muốn dừng cuộc tranh luận với tôi ở đây. Anh nói, thôi, em không cần phải nói nữa. Anh mệt rồi, anh muốn về nhà. Anh Phong nói rồi và đứng dậy lững thững bước ra xe ô tô. Tôi thấy anh đau nên vội đỡ, rồi dìu anh ra xe. Đưa tôi về chung cư, đợi tôi mở cửa xe ra ngoài. Anh lái xe lao vụt đi và không chào tôi một tiếng. Tôi không trách anh Phong về thái độ vừa rồi của anh, vì tôi biết anh đang rất giận. Giận tôi vì đã bênh vực anh Hoàn mà không nghe lời anh nói. Tâm trạng của tôi lúc này quả thực là rất nặng nề, giống như có một tảng đá lớn và đè lên vai tôi, làm đôi chân của tôi tưởng chừng như không còn trụ vững được nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi đeo của tôi đổ chuông. Tôi lấy máy ra tay và thấy là anh Hoàn đang gọi tới. Đúng lúc đó, tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh, nên tôi mở máy ra và nghe ngay. Anh Hoàn, em có việc muốn hỏi anh. Em có việc muốn hỏi anh sao? Tôi biết anh Hoàn bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, nhưng chuyện này tôi phải hỏi anh cho rõ ràng. Anh Hoàn à, em hỏi anh một việc, anh phải trả lời thật cho em biết. Nếu anh không nói thật thì em sẽ giận anh. Từ nay em sẽ không gặp mặt và không nói chuyện với anh nữa đâu. Có việc gì vậy em? Sao nghe giọng của em nghiêm trọng vậy Lan? Em hỏi đi, anh sẽ trả lời các câu hỏi của em ngay. Anh hứa là không giấu em bất cứ việc gì. Tôi mỉm cười hài lòng. Tốt, vậy anh trả lời em nhé. Có phải tối nay anh thuê người đánh Phong bị thương không? Em nói sao? Đánh anh ta bị thương? Vâng, lúc đó có cả em ở đó. Anh Hoàn lo lắng hỏi lại. Sao cơ? Có em ở đó hả? Em có bị thương không? Việc này anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh thuê người đánh anh ta làm gì cơ chứ? Em nghi ngờ anh sao? Tôi trả lời câu hỏi của anh Hoàn. Không phải là em nghi ngờ anh. Anh Phong nói anh ấy nghĩ anh là người thuê nhóm người xấu kia. Nhưng em nói anh ấy là em không tin do anh làm. Cũng chính vì vậy mà em cần phải nghe anh nói để có thể thấy rõ ràng việc này. Anh Hoàn nghe tôi nói xong thì tiếp lời. Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Việc này anh có thể thề danh dự với em rằng anh không bao giờ thuê ai đánh anh ta cả. Tôi liền ngăn anh Hoàn lại. Được rồi, anh nói vậy thì em tin anh. Anh đừng nghĩ là em không tin anh mà giận em nhé, được không? Em chỉ muốn làm rõ việc này giúp anh Phong thôi. Anh Hoàn nói. Sáng mai em đưa anh tới gặp anh ta. Tôi gấp gáp hỏi lại. Gặp anh Phong hả anh? Anh Hoàn nói trong điện thoại. Đúng thế. Anh cần phải nói trực tiếp để anh ta không nghi ngờ là do anh làm việc này. Hơn nữa, cũng có thể giải quyết một lần cho xong. Để ở giữa, em cũng không cảm thấy khó xử. Tôi ngập ngừng. Việc này... Anh Hoàn nói tôi rồi anh tắt máy. Sáng mai em đưa cậu ta tới quán cà phê mà hai anh em mình thường vẫn ngồi. Anh sẽ đợi hai người ở đó lúc 9 giờ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh Hoàn đã tắt máy rồi. Tôi bấm số của anh Phong gọi đi. Nhưng anh không nhận cuộc gọi của tôi. Tôi biết anh không nhận điện thoại vì còn đang giận tôi. Biết vậy nên tôi nhắn tin và nói cho anh qua chung cư đón tôi vào 8 giờ sáng mai. Và chúng tôi sẽ cùng tới gặp anh Hoàn vào lúc 9 giờ. Mở cửa vào nhà, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi tắm xong rồi thay đồ và leo lên giường ngủ. Hai mắt tôi lúc này nặng trĩu như muốn sập xuống. Tôi mệt nên đặt lưng nằm xuống giường là tôi ngủ ngay. Không còn biết trời trăng là gì nữa. Sáng hôm sau, tôi đứng đợi anh Phong dưới sảnh. Thấy xe anh tới nơi, làm tôi thấy rất mừng vì cứ nghĩ là anh sẽ không tới, vì vẫn còn giận tôi. Lên xe đi em. Anh không giận em nữa ư? Giận gì chứ? Anh đâu phải là người vì vài việc nhỏ nhặt vậy mà giận bạn gái mình. Anh muốn gặp anh ta nói chuyện ba mặt một lời, nghe thử xem anh ta giải thích thế nào. Vâng, anh nghĩ được như vậy thì em cũng thấy mừng lắm. Thôi, mình tới gặp anh Hoàn đi anh. Ừ. Anh Phong lái xe đưa tôi tới gặp anh Hoàn. Đợi ở trong quán hơn 10 phút thì thấy anh Hoàn từ ngoài đi vào trong. Đến chỗ tôi, anh kéo ghế ngồi xuống. Tôi lén nhìn sang xem sắc mặt của anh Phong thì thấy anh không tức giận như hôm qua, nên tôi phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Anh Hoàn nói với anh Phong: Tôi có nghe Lan nói về sự việc xảy ra ngày hôm qua, nên mới nói em ấy hẹn anh tới đây để giải thích. Tôi không có liên quan gì tới đám người đó. Tôi có gọi cho bạn tôi để hỏi, cậu ấy nói không thuê người tới hành hung anh. Việc này anh thử nghĩ kỹ lại xem, anh có xích mích gì với ai ngoài bạn tôi không? Theo tôi, anh nên báo cảnh sát để họ truy ra bọn người xấu đó. Anh Phong đáp: Tôi báo rồi, sớm muộn thì cảnh sát họ cũng truy ra manh mối và tóm bọn người xấu đó thôi. Tôi cũng chưa nghĩ ra ai lại có thù hằn gì với tôi đến mức phải thuê người xấu theo dõi rồi hành hung tôi như vậy. Nhưng nếu chính miệng anh nói là không phải do anh làm thì tôi tin anh. Anh Phong nói với anh Hoàn rồi quay qua nói với tôi: Em ngồi đây nói chuyện với anh Hoàn. Bây giờ anh phải đi lo chút việc, anh sẽ gọi lại cho em sau, được chứ? Tôi gật đầu rồi đứng dậy theo anh Phong ra tới chỗ ô tô. Anh ơi, anh phải thật cẩn thận nhé. Anh Phong ấn nhẹ vào trán tôi. Biết rồi, em vào nói chuyện với anh Hoàn đi. Lát nói anh ấy đưa về nhà nhé. Chiều về sớm, anh sẽ phụ em chuyển đồ dần về nhà mới. Vâng. Tôi đứng đợi cho tới khi không còn thấy xe ô tô của anh Phong đâu nữa. Lúc này tôi mới quay trở lại và ngồi xuống ghế đối diện với anh Hoàn. Tôi nói với anh: Anh Phong không nghĩ gì nữa đâu ạ. Anh Hoàn nói: Anh biết, chỉ là anh không hiểu Phong thù hằn với ai mà người đó lại muốn hại anh ta như thế. Tôi liền nói với anh Hoàn: Em không nghĩ như anh nói đâu. Em sợ là... Anh Hoàn hỏi tôi: Em sợ gì? Em nói ra nghe thử đi. Anh em mình đâu phải là người ngoài, em không cần phải ngại ngùng gì cả. Có gì em cứ nói thẳng. Tôi trả lời anh: Em nghĩ là người hại anh Phong đang nhắm vào em. Tại người đó thấy anh ấy ở bên em nên mới làm như vậy, như thể muốn anh Phong sợ mà rút lui vậy. Người em đang nói tới rất có thể là Hạnh, anh à. Nhưng mà em chưa dám chắc suy nghĩ của mình, nên anh đừng nói gì cho chị ấy nghe nhé. Anh Hoàn thở dài: Em nghĩ là nó thật sao? Anh nghĩ việc nghiêm trọng tới mức này con bé không dám làm đâu. Anh là anh ruột của nó, ở bên nó từ nhỏ đến giờ. Tuy rằng tính cách được chiều thành hư, bướng bỉnh là thế, nhưng nó không có gan này đâu em à. Anh nghĩ người hại anh Phong mà lại nhắm vào em thì người này phải có một địa vị rất lớn. Nghe anh Hoàn nói vậy, tôi nghĩ tới mẹ kế, nhưng rồi tôi lại gạt bỏ đi suy nghĩ ấy. Vì mẹ kế nào có thể thuê người hại anh Phong được. Bà ta biết Hạnh yêu anh ấy như vậy thì đánh anh ta bị thương, chẳng phải chị ta sẽ tức giận bà ta hay sao? Em đang nghĩ gì thế hả Lan? Tôi nhìn anh Hoàn rồi thở dài nói: Thật là em không nghĩ được là ai làm. Em đau đầu từ hôm qua tới giờ. Anh Phong hỏi: Em đã uống thuốc chưa? Việc này ngoài khả năng của em mà, em đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu mà Phong đã báo cảnh sát rồi thì cứ đợi tin tức từ phía cảnh sát, rồi sẽ sớm biết kẻ chủ mưu đứng sau thôi mà. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đến giờ phải về rồi. Hôm nay tôi không phải đi làm, nhưng vì bận chuẩn bị đồ để dọn về nhà mới cùng anh Phong, nên tôi không tiện và ngồi nói chuyện với anh Hoàn được lâu hơn. Anh Hoàn thấy tôi vậy nên hiểu ý. Anh đứng dậy và nói: Em ra ngoài đợi anh đi, anh thanh toán tiền xong sẽ ra ngay. Tôi gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài quán đứng đợi anh. Đúng lúc anh Hoàn đi ra cửa, tôi thấy chiếc ô tô màu xanh vừa đi qua. Tôi bỗng chợt nhớ tới chiếc ô tô tối qua anh Phong bị đánh. Tôi kéo tay anh Hoàn và gấp gáp nói với anh: Anh ơi, chiếc ô tô màu xanh kia, em nghi ngờ chính là người đó. Anh Hoàn nhìn về hướng ô tô màu xanh đang đi hướng tay tôi chỉ, rồi hỏi tôi: Vậy sao? Em chắc chắn là chiếc ô tô đó chứ? Tôi liền nói với anh Hoàn: Em không chắc chắn, nhưng em có linh cảm đúng là người này. Em không biết có đúng không, nhưng anh mau đi theo đi. Nếu như đúng như em nghĩ là hắn thì sao? Anh Hoàn gật đầu đồng ý, rồi cùng tôi vào xe và đi theo chiếc ô tô màu xanh kia. Bám theo chiếc ô tô đó tới một nhà hàng thì dừng lại. Anh Hoàn còn chưa kịp nói gì thì tôi đã hét toáng lên khi thấy người mới vừa mở cửa xe ra ngoài chính là ông ấy. Người tôi đang nhìn thấy đến bản thân tôi còn không tin vào mắt của chính mình. đó là ông Khôi. Hơn nữa, người còn lại mới ra khỏi xe cùng ông ấy lại chính là Hạnh. Chẳng lẽ cô ta có liên quan tới việc bố cô ta làm hay sao? Nhưng có lý nào Hạnh lại có thể chứng kiến người cô ta yêu bị đánh đau như thế được? Tôi muốn mở cửa xe ô tô đi ra thì anh Hoàn ngăn tôi lại. Em định làm gì vậy Lan? Tôi gấp gáp nói. Là hai người họ Hạ anh Phong. Ông ấy là bố nuôi của anh ấy. Vậy mà ông ta có thể nhẫn tâm đối xử với anh Phong như thế được sao? Anh Hoàn nói. Nhưng nếu không phải là do họ làm thì sao? Tôi lắc đầu nói rồi mở cửa xe ra ngoài. Nếu hai người này là người khác thì em còn nghĩ cảm giác của em là sai. Nhưng nếu là hai người này thì em tin. Cảm giác của em là đúng. Chắc chắn lúc anh Phong bị nhóm người xấu kia đánh, một trong hai người họ nhất định là có mặt tại đó. Và em tin chiếc xe này chính là chiếc xe mà em nhìn thấy lúc đó. Anh Hoàn nghe tôi có quyết như vậy thì hết sức bất ngờ. Cả tôi và anh đều không thể nghĩ Hạnh có thể liên quan tới việc anh Phong bị đánh. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi mở cửa xe và chạy vội vào trong nhà hàng, mặc cho anh Hoàn vừa chạy vừa gọi tên tôi ở phía sau. Dừng trước mặt ông Khôi và Hạnh, tôi liền gấp gáp hỏi ông ta. Tối đó ông có mặt lúc anh Phong bị nhóm người xấu kia đánh đúng không? Là ông thuê họ đánh anh ấy. Cháu đang nói gì vậy Lan? Bình tĩnh lại đã nào. Hạnh nghe câu hỏi của tôi thì lấy làm bất ngờ ra mặt. Cô ta quay qua hỏi bố mình. Chuyện này là sao ạ? Cô ta vừa nói bố có mặt lúc anh Phong bị nhóm người xấu đánh là thật sao? Ông Khôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hạnh thì tôi đã nói tiếp. Chính ông là người thuê người bọn xấu đó đánh anh Phong. Tôi không hề nhìn nhầm xe của ông tối hôm đó được. Chính là ông. Giờ ông còn gì để nói được nữa không? Anh Hoàn chạy tới chỗ tôi và kéo tôi lại phía sau. Sao em nóng vội thế hả Lan? Việc này còn chưa rõ thực hư thế nào mà. Tôi quay mặt qua nói với anh Hoàn. Còn phải tìm hiểu nữa sao? Chính là ông ta. Chiếc ô tô màu xanh vừa rồi đã chứng minh điều em nói là hoàn toàn chính xác. Ông ta nghĩ bỏ đi ngay lúc đó là em không kịp thấy chứ gì. Nhưng ông ta đâu có ngờ được đâu. Đâu có ngờ được là em đã kịp nhìn thấy. Ông Khôi thở hắt ra ngoài miệng một hơi rồi nói với tôi. Cứ cho là tôi làm đi thì đã sao? Cô có giỏi thì cứ đi báo cảnh sát đi. Ai có thể làm chứng cho cô lúc đó là tôi có mặt tại đó. Xe giống nhau thì ngoài kia thiếu gì? Ông còn nói được những lời như vậy sao? Ông không phải là bố nuôi của anh Phong hay sao? Tại sao ông lại đối xử với anh ấy như thế? Lúc này Hạnh vẫn còn chưa hết thắc mắc. Nhìn ánh mắt của cô ta là tôi biết chuyện này cô ta đứng ngoài rồi. Rõ ràng cô ta không hề biết anh Phong bị đánh. Hạnh lay hai tay vào cánh tay của ông Khôi mà gấp gáp hỏi. Kìa bố nói gì đi chứ? Bố không thuê người đánh anh Phong đúng không hả bố? Ông Khôi nói với Hạnh. Việc này không liên quan gì tới con đừng hỏi nữa. Tôi liền hỏi ông Khôi. Vậy là ông thừa nhận là ông làm. Chính ông là người thuê họ theo dõi chúng tôi tới đó, rồi báo cho ông đến xem anh Phong bị đánh. Có đúng thế không? Ông Khôi nhìn tôi cười nhạt. Tôi không còn coi nó là con nuôi từ lâu rồi. Tôi cũng không có gì để nói với cô nữa. Nếu mà cô muốn báo cảnh sát thì cứ việc. Nhưng mà tôi khuyên cô nên tránh xa nó ra càng sớm càng tốt. Không là sau này có xảy ra chuyện thì lúc đó đừng trách tôi là không nói trước. Nước mắt tôi không biết tại sao tự nhiên lại trào ra. Có thể là tôi đang thương anh Phong quá. Tôi ước gì anh có mặt ở đây để nghe những lời nói từ miệng người mà anh ấy luôn gọi là bố kia. Thôi đi thôi em. Anh đã nói là em phải bình tĩnh rồi mà em không nghe. Nhưng mà ông ta... Nghe anh nào, đi thôi. Anh Hoàn cứ như vậy mà kéo tay tôi ra ngoài xe. Đợi tôi ngồi vào ghế, anh đóng mạnh cửa xe và rồi thật nhanh trở lại ghế lái. Anh nói với tôi. Đúng là em quá nóng vội rồi. Trong tay em chưa có bằng chứng gì để đưa ra cảnh sát buộc tội ông ta cả. Ông ta nhận rằng ông ta làm việc đó rồi thôi. Nhưng mà vì em không có chứng cứ cụ thể nên ông ta không sợ em đâu. Anh Hoàn nói đúng. Vừa rồi là tôi nóng vội quá mà không nghĩ được gì nhiều. Tôi thở dài chán nản và không nói tiếp. Thì ngay lúc này anh Hoàn đưa tới tay tôi chiếc điện thoại đang bật một đoạn ghi âm. Nghe thấy giọng của ông Khôi và tôi trong đoạn ghi âm đang phát kia, tôi mở to mắt nhìn anh. Anh ghi âm toàn bộ sao? Anh Hoàn gật đầu. Đúng thế, em nghĩ là anh cũng nóng vội mà mất khôn như em sao hả? Em đưa đoạn ghi âm này cho Phong nghe. Việc này chúng ta là người ngoài, không nên xen vào mối quan hệ của bố con họ thì vẫn hơn. Việc báo cảnh sát hay không, em cứ để Phong tự quyết đi. Tôi im lặng và không nói gì để thao tác gửi đoạn ghi âm vừa rồi từ máy điện thoại của anh Hoàn sang điện thoại của tôi. Đưa lại máy điện thoại cho anh Hoàn, tôi nói với anh. Anh Hoàn, cảm ơn anh. Nếu mà không có anh thì vừa rồi đúng là em làm hỏng chuyện mất rồi. Em thay mặt anh Phong cảm ơn anh về đoạn ghi âm. Anh Hoàn lắc đầu nói, không cần phải cảm ơn anh. Việc cần phải làm lúc này, theo anh thấy em nên cẩn thận khi ở bên cạnh Phong. Vừa rồi ông Khôi đó có nói, ông ta không còn coi anh ta là con nữa, thì xem ra tình cảm của hai người họ rạn nứt rồi. Nếu ông ta là người thuê nhóm người xấu kia thì khả năng sẽ có lần sau là rất cao. Em nói với Phong nên đề phòng thì hơn. Vâng, em biết rồi, em sẽ nói với anh Phong. Thôi, bây giờ anh đưa em về chung cư. Vâng ạ. Về tới chung cư, chào anh Hoàn xong tôi lên thẳng căn hộ. Mở cửa vào nhà là tôi gọi cho anh Phong ngay. Anh vừa nhận được cuộc gọi của tôi là tôi nói anh tới gặp ngay lập tức vì có việc quan trọng cần phải nói cho anh biết. Anh Phong nói anh còn bận chút việc nên chưa thể đến ngay. Bất ngờ có tiếng chuông cửa làm tôi phải đứng dậy khỏi ghế vì thấy lạ. Tôi đi nhanh tới mở cửa. Vừa thấy người đứng trước mặt tôi là tôi đã thấy thật bất ngờ. Hạnh đến tận đây gặp tôi có chuyện gì? Còn chưa kịp hỏi thì cô ta đã lên tiếng hỏi trước. Tôi vào nhà được chứ? Tôi bước lùi lại. Nhà này không phải là của mẹ chị đó sao? Chị cứ vào nếu muốn, không cần phải hỏi tôi đâu. Hạnh bước vào trong và ngồi xuống ghế. Cô ta nói, sao nghe em nói xa lạ vậy? Chúng ta không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau đó sao? Là người một nhà em có cần phải nói những lời xa lạ như thế không? Tôi liền hỏi lại, người một nhà? Chị có coi tôi là em gái không? Bố tôi mất là các người đuổi tôi ra khỏi nhà. Như vậy là người một nhà mà chị nói đó ư? Hạnh không tỏ thái độ gì trước câu hỏi của tôi dành cho cô ta. Cô ta đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt không thoải mái. Hạnh nói, tôi tới đây chỉ vì muốn hỏi rõ việc của anh Phong. Nếu cô đã không muốn nói thì thôi, tôi về. Tôi nghe Hạnh nói nhẹ nhàng như vậy thì thật nghe không quen tai. Nhưng thái độ của cô ta làm cho tôi có chút bất ngờ. Khoan đã, nói thật đi, chị đến đây có mục đích gì? Hạnh nghe tôi hỏi vậy thì cô ta đáp, thật ra là chị đến gặp em vì muốn thay bố chị xin lỗi về việc ông ấy đã làm với anh Phong. Được thôi, nếu là chuyện đó thì chị không cần phải nói gì nữa đâu. Chị có liên quan gì mà phải xin lỗi? Tại sao chị không tự mình đến gặp anh ấy đi? Đến gặp tôi thì có giải quyết được gì đâu. Hạnh lắc đầu. Nếu có thể gặp được anh Phong thì tôi đã không phải đến đây để gặp cô nói chuyện. Phiền cô giúp tôi chuyển lời với anh ấy, từ giờ đừng có về nhà nữa. Nói anh ấy phải cẩn thận. Bố tôi, ông ấy sẽ không để yên cho anh Phong về việc anh ấy đã làm đâu. Tôi tò mò. Sao? Anh Phong làm gì mới được chứ? Chị biết chuyện gì sao hả? Hạnh liền đáp, anh ấy đã làm 2 công ty con của bố tôi phải đóng cửa. Lý do vì sao thì tôi không rõ, nhưng vì việc này mà ông không muốn nhìn nhận anh Phong nữa. Tôi còn đang muốn hỏi cho rõ sự việc thì Hạnh đã quay người đi nhanh ra ngoài. Về việc này chắc chắn anh Phong là người biết rõ nhất. Tôi đành phải chờ ở nhà cho tới khi anh Phong xong việc đến nhà phụ tôi chuyển đồ. Em dọn đồ xong hết rồi chứ? Vừa thấy anh Phong bước vào nhà và hỏi tôi câu đó, thay vì trả lời anh thì tôi hỏi ngược lại, em có chuyện muốn hỏi anh rõ đây. Anh Phong thấy thái độ của tôi thấy lạ thì bèn hỏi, có chuyện gì vậy em? Tôi lấy ra đoạn ghi âm cho anh nghe. Nghe xong đoạn ghi âm, tôi thấy mặt anh buồn hẳn đi, và tiếp sau đó là tiếng anh thở dài. Thì ra là do ông ấy làm. Anh không nghĩ bố nuôi lại đối xử với anh như vậy. Thật ra từ đầu anh đã có suy nghĩ là ông ấy đứng sau rồi, chỉ là anh không muốn nghĩ là do ông ấy làm thôi. Trước khi anh đến đây, khi nãy Hạnh có tới gặp em. Chị ta nói em chuyển lời đến anh là bố nuôi sẽ không để anh yên vì việc 2 công ty con buộc phải đóng cửa. Rốt cục chuyện này là sao vậy hả anh? Anh Phong nghe tôi nói xong thì thở dài và không nói gì nữa. Tôi phải gặng hỏi mãi thì lúc này anh mới nói, chuyện giữa anh và bố nuôi dài lắm. Có cơ hội thì nhất định anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ. Bây giờ anh không tiện nói cho em biết. Đợi khi mọi việc sáng tỏ, tới lúc đó em cũng biết thôi. Tôi nghe anh Phong nói vậy nên không hỏi gì thêm nữa. Tôi tin anh là người tốt nên không nghi ngờ gì thêm. 3 năm sau, từ sau lần Hạnh tới nhà 3 năm trước, tôi đã không còn gặp lại chị ta nữa. Bây giờ tôi sống cùng anh Phong trong một mái nhà. Tình cảm của tôi và anh ngày một trở nên gắn bó với nhau hơn. Tuy rằng chưa là vợ chồng chính thức, nhưng cả hai đã thầm coi nhau như vợ chồng rồi. Vào một ngày đẹp trời, tôi từ chỗ làm trở về nhà. Lúc này đã hơn 6 giờ tối. Thấy cửa nhà đang mở, bên ngoài có 2 chiếc xe máy. Biết là nhà đang có khách nên tôi quay xe phóng thẳng ra chợ mua thêm đồ, vì sợ nếu bạn anh ở lại chơi mà đồ tôi mua về chỉ đủ cho hai người thì sẽ làm anh Phong ngại dữ lắm. Lúc tôi mua đồ quay lại thì thấy có một người đàn ông đi từ trong nhà ra ngoài. Anh ta đứng hút thuốc. Nhìn thấy tôi dừng xe trước cửa, anh ta nói: "Chị về nhà rồi đó à?" Câu nói đùa này của họ tôi nghe quen tai rồi. Bạn anh Phong đều gọi tôi với cái tên đậm chất hậu phương như vậy. "Anh tới chơi với anh Phong nhà em hả? Anh này ở lại ăn cơm tối, em mới mua đồ về rồi đây." Anh chàng cười rồi nhìn vào túi thực phẩm tôi mới mua từ chợ về. Anh ta nói: "Chị đúng là người vợ tuyệt vời của anh Phong, chu đáo không chê vào đâu được. Nhưng mà tiếc quá, hôm nay có việc quan trọng cần phải làm. Sợ là bận quá tôi không ăn được cùng chị bữa tối rồi." Đúng lúc đó, anh Phong và người khách còn lại từ trong ra tới nơi. Anh thấy tôi thì hỏi ngay: "Lan này, hôm nay anh có việc quan trọng cần phải giải quyết. Em cứ ăn cơm đi nhé, không phải phần cơm anh đâu." "Việc gì mà quan trọng vậy hả anh? Ăn cơm rồi đi chứ, em làm nhanh thôi." Anh Phong lắc đầu, rồi ánh mắt anh làm tôi không hỏi thêm được nữa. Đôi mắt nghiêm túc đó của anh làm tôi lo lắng mỗi khi anh nói là có việc quan trọng cần phải ra ngoài. Tôi đứng nhìn anh Phong lên xe cùng với hai người khách vừa rồi và đi mỗi lúc một xa. Tới khi họ rẽ qua một đường lớn và không còn thấy nữa thì lúc này tôi mới quay vào nhà. Đợi ở nhà đến tối muộn mới thấy anh Phong về. Thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi, tôi lấy cho anh một cốc nước uống cho đỡ khát. Anh nói với tôi: "Em không ngủ trước đi còn đợi anh làm gì?" Tôi liền đáp: "Em ngủ làm sao được, anh biết là em ngủ phải có anh nằm bên cạnh thì em mới ngủ được còn gì." Anh Phong uống một hơi hết cốc nước rồi nói: "Vậy thì đợi anh đi tắm cái đã, xong rồi mình đi ngủ." Tôi vẫn còn tò mò muốn biết tối nay anh đi đâu thì liền hỏi: "Anh, tối nay anh với hai anh kia đi đâu vậy?" Anh Phong không còn cười nữa, mặt anh đã trở nên nghiêm túc hơn và trả lời tôi: "Ông Khôi sắp phải chịu tội trước pháp luật rồi." Tôi thật bất ngờ khi anh trả lời: "Ông Khôi làm việc xấu hay sao mà phải chịu tội trước pháp luật?" "Ông ấy đã làm gì vậy hả anh? Nhưng mà anh có liên quan gì tới việc ông ta phạm pháp đâu, đúng không ạ?" Anh Phong gật đầu nói: "Anh có đầy đủ bằng chứng buộc tội ông ta rồi. Ngay ngày mai khi có lệnh bắt khẩn cấp, ông ta và toàn bộ những kẻ có liên quan đều sẽ bị bắt gọn. Có việc này anh luôn giấu mà không nói cho em nghe. Thật ra anh là một cảnh sát. Việc ông ta nhận anh làm con nuôi như em thấy trước đây chỉ là do lúc đó anh làm nhiệm vụ và muốn tiếp cận ông ta thôi. Lúc anh nghe đoạn ghi âm thì anh không nghĩ là ông ta lại nghi ngờ anh. Cũng may là anh nắm được nhiều chứng cứ quan trọng, nên giờ thân phận có bị lộ thì cũng không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ lần này coi như anh đã hoàn thành hết khả năng của mình rồi." Nghe anh Phong nói xong mà tôi không tin nổi vào những gì mình mới vừa nghe thấy là thật. Anh là một cảnh sát, vậy mà suốt thời gian qua tôi không hề hay biết. Nhưng tôi không giận anh, vì biết rằng anh muốn tôi được an toàn. "Thôi, anh mau đi tắm đi. Anh có đói thì đồ ăn em vẫn để phần cho anh trong bếp đấy." Anh Phong gật đầu rồi đưa nhanh tay tới kéo tôi vào lòng. "Em cũng qua thời gian chịu tang bố rồi đúng không? Anh tính là chúng mình tổ chức đám cưới được rồi đấy." Nghe anh Phong nhắc tới chuyện đám cưới, hai mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng. Tôi quay đi không để anh nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Anh hỏi tiếp: "Sao rồi? Anh đang hỏi em cơ mà. Em thấy sao? Nếu mà em gật đầu thì anh sẽ nói bố mẹ sang nói chuyện với các bác bên bố em về chuyện của chúng mình." Tôi mở to mắt: "Bố mẹ anh?" Anh Phong cười: "Làm cảnh sát thì việc phải giấu kín thân thế để có thể tiếp cận mục tiêu. Đó chỉ là nhiệm vụ thôi mà em. Anh cũng phải có bố mẹ chứ." Tôi gật đầu và đáp: "Thì ra là vậy. Anh tiếp cận ông Khôi nên mới nói với ông ta anh là mồ côi từ nhỏ đúng không?" Anh Phong gật đầu: "Ừ, việc này anh cũng không thể nói thật cho em biết ngay từ đầu được. Em cũng biết, cảnh sát bọn anh nhiệm vụ là tuyệt mật mà, đâu thể tùy tiện mà nói ra ngoài được." "Em hiểu rồi, việc đám cưới em nghe theo anh." Anh Phong mừng rỡ và ôm chặt lấy tôi vào lòng. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là được anh ôm giống như lúc này đây. Ước cho sau đám cưới, cuộc sống của tôi và anh sẽ mãi đẹp như lúc này. Tôi khẽ đẩy anh Phong ra: "Anh mau đi tắm đi, anh nhìn xem mấy giờ rồi." "Đây, anh đi tắm đây. Mau đi đi." Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon. Việc biết anh là một cảnh sát làm tôi thấy anh càng đáng tin hơn. Ở bên cạnh anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Anh có thể là chỗ dựa cho tôi và các con sau này. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, tôi dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nghĩ tới việc sắp làm đám cưới, đôi lúc tôi lại cười một mình. Tôi cười vì thấy vui và hạnh phúc. Lan, em làm gì mà cứ ở trong bếp cười một mình vậy? Tôi giật mình quay lại và nhìn ra hướng cửa thì thấy anh Phong đứng đó từ bao giờ. Tôi không hề hay biết. Nghe anh hỏi, tôi thấy lúng túng. Không có gì, chỉ là em thấy vui nên em cười thôi. Anh Phong đi tới từ phía sau và vòng tay ôm lấy tôi. Đôi môi anh khẽ đặt nơi cổ và làn hơi ấm áp từ miệng anh thở vào gáy, làm tôi có cảm giác lạ lắm. Tôi cứ để như vậy để anh làm điều anh muốn. Tôi nằm im trong vòng tay của anh Phong. Không biết tôi và anh đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì thấy bên ngoài trời đã tối lắm rồi. Khẽ lay lay người gọi anh dậy. Anh ơi, dậy đi anh, trời tối rồi, mình còn chưa ăn gì nữa. Em đói sao? Vâng, em cũng hơi đói rồi ạ. Đúng lúc cả hai mặc đồ để cùng đi ăn tối thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh đứng ngoài cửa đội tây trang điểm. Tôi nghe giọng anh gấp gáp hỏi người ở đầu máy bên kia. Có đúng không? Bắt bao giờ? Ông ta chịu nhận tội rồi chứ? Được, làm tốt lắm, tôi sẽ tới đó ngay. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, tôi biết là có chuyện xảy ra rồi. Nếu tôi nghĩ không sai thì ông Khôi đã bị cảnh sát bắt đi, và giờ anh Phong sẽ đến thẳng đồn cảnh sát. Quả nhiên tôi nghĩ đã đúng. Trước khi lên xe ô tô rời đi, anh quay lại nói cho tôi biết ông Khôi đã bị bắt cùng đầy đủ chứng cớ phạm pháp. Anh Phong nói, rồi nói tôi ở nhà đợi. Lát nữa xong việc thì trên đường về anh sẽ mua đồ ăn cho tôi. Tôi gật đầu đồng ý và đứng im nhìn anh mở cửa đi khỏi nhà. Người đàn ông trước giờ tôi luôn đặt lòng tin tuyệt đối, và cho tới tận lúc này, khi biết sự thật rằng anh là một cảnh sát, tôi vẫn luôn đặt niềm tin nơi anh. Tôi ngồi xem phim ngoài phòng khách, đợi cho tới khi nghe tiếng xe anh dừng trước cửa rồi mới đứng dậy và đi nhanh ra mở khóa. Thấy tôi, anh cười rất tươi, trên tay còn mang theo một túi đồ ăn nữa. Tôi bước tới nhận lấy túi đồ ăn trên tay anh. Chắc là anh mua gần đây thôi, bởi vì tôi thấy thức ăn vẫn còn nóng. Em biết không, ông Khôi đã cúi đầu nhận tội rồi. Xem ra chuyên án lần này thành công ngoài mong đợi. Không uổng công anh vất vả nằm vùng từng ấy năm tháng. Vậy thì phải ăn mừng rồi đúng không anh? Có chứ em. Thủ trưởng nói ngày mai sẽ làm một bữa ăn chúc mừng thành công lần này. Hơn nữa ông còn nói, vì là ăn mừng nên có thể đưa người thân tới dự. Em đi cùng anh chứ? Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên cùng anh tới bữa tiệc đó hay không, thì anh Phong đã kéo tay và ôm lấy tôi từ phía sau. Em phải đi cùng anh đấy, không được từ chối đâu. Hơn nữa mọi người cũng muốn gặp em. Gặp em ư? Đúng thế, nhiệm vụ lần này một phần cũng có công của em mà. Nghe anh nói làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì anh lại nói tiếp. Em có nhớ lần chúng ta bị đánh không? Lần đó, nếu em không kịp nhìn thấy ông ta có mặt tại đó thì vụ án này sẽ còn kéo dài nữa. Nhưng mà việc đó thì có liên quan gì tới việc làm phạm pháp của ông ta? Anh Phong cười. Em thật là, chính là vì nhờ em phát hiện ra cái ô tô màu xanh đó mà lần này chuyên án của bọn anh mới thành công tốt đẹp như vậy. Em biết không, chiếc xe ô tô màu xanh đó chính là chiếc xe mà ông Khôi luôn lái tới gặp khách hàng quan trọng. Thường ngày thì rất ít khi thấy ông ta đi chiếc xe đó. Đến chính anh đây cũng còn chưa từng thấy ông ta lái chiếc màu xanh đó bao giờ. Từ khi em phát hiện ra thì bọn anh lần theo manh mối mới có thể tóm gọn ông ta tại trận cùng đồng bọn. Em thử nói xem, có phải công lao phát hiện của em là to lớn không nào? Tôi ngượng ngùng đáp. Thật ra là may mắn thôi. Ai ngờ ông ta lại lái chiếc ô tô đó tới chỗ chúng ta bị đám người xấu kia đánh đâu. Có thể là do ông ta đi gặp khách hàng rồi tiện thể ghé qua hay không? Anh Phong gật đầu. Có thể là như em nói, đây là do ông ta bất cẩn thôi. Nhưng chính vì việc bất cẩn này lần này đã hại ông ta. Làm việc ác thì sớm muộn cũng phải chịu tội thôi em. Anh chỉ thấy tiếc cho Hạnh. Nghe anh Phong nhắc tới Hạnh làm tôi có chút tò mò nên hỏi. Sao lại tiếc cho chị ta vậy hả anh? Anh Phong đáp. Lúc bắt ông Khôi thì cô ta cũng có mặt ở tại đó. Cô ta khó tránh khỏi có liên quan. Tôi gấp gáp hỏi anh. Thật vậy sao? Chị ta có phải chịu tội rồi ngồi tù giống như ông Khôi không hả anh? Anh Phong thở dài đáp. Anh biết trước đây em và cô ta từng có thời gian là chị em, hơn nữa lại lớn lên cùng nhau. Trước đây khi bố em còn sống, ông ấy và mẹ kế em là vợ chồng. Tuy là không chính thức nhưng... Tôi ngăn lời anh Phong. Em hiểu là anh lo cho em. Anh sợ em buồn chứ gì? Em không buồn đâu. Họ đối xử với em đâu có ra gì. Thế thì việc gì em phải nghĩ, phải lo lắng cho bọn họ chứ. Em mặc kệ. Chị ta làm việc phạm pháp thì chịu tội cũng là lẽ đương nhiên thôi. Anh Phong gật đầu tán thành. Em nói cũng đúng, em không buồn là tốt rồi. À, mà sắp tới là ngày giỗ của bố rồi, em có muốn ra mộ bố không? Em có chứ ạ. Em phải ra đó dọn cỏ mọc xung quanh mộ bố đó anh. Chắc bây giờ cỏ dại mọc lên cao lắm rồi. Được rồi, vậy thì anh sẽ lái xe đưa em đi. Tiện anh cũng muốn thưa bố việc đám cưới của hai đứa mình. Chắc hẳn là bố em sẽ rất mừng đó. Anh này, anh có thôi đi không? Tôi biết là hành bị bắt cùng ông Khôi sẽ là một cú sốc lớn đối với mẹ kế. Có thể giờ này tinh thần của bà ấy đang trở nên suy sụp lắm rồi. Nhưng không phải là bà ta luôn chiều Hạnh để rồi chị ta trở thành người như vậy đó sao? Bà ta có hối hận về cách dạy con của mình thì lúc này cũng đã muộn rồi. Sáng hôm sau, tôi có ghé qua nhà mẹ kế. Tôi tới chỉ muốn bàn với bà ta về ngày giỗ của bố. Thấy tôi, bà ta gạt nước mắt rồi nói: Con về đó ư? Dì cũng đang muốn gọi cho con để nói về chuyện của cái Hạnh. Nhưng dì nghĩ là con cũng biết rồi phải không? Tôi gật đầu. Dạ đúng, con biết rồi. Mẹ kế tôi lại tiếp lời: Dì có biết việc con và cậu Phong sắp làm đám cưới. Dì mừng cho con. Cảm ơn dì. Lan này, dì biết con xưa nay không có thích gì cái Hạnh, nhưng mà nể tình chúng ta trước đây, ngày bố con còn sống và là người một nhà, con có thể nói giúp con bé trước mặt cậu Phong để cậu ấy có thể nói với cấp trên giảm nhẹ tội cho con bé được không? Dì biết nó không biết việc làm phạm pháp của bố đẻ nó đâu. Dì mong con hãy nể tình xưa mà giúp đỡ cho nó lần này. Dì xin con, Lan ơi. Câu nói cuối cùng của mẹ kế nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm tim tôi cảm động mà thoáng mùi lòng. Trái tim tôi nào có phải là sắt đá, nào có phải là tuyệt tình đến mức không thể nhìn mặt nhau được nữa. Đúng là tôi không ưa gì Hạnh, nhưng nghĩ lại trước đây, chị ta đối xử với bố tôi không tệ, lại hết lòng thương yêu và kính trọng ông. Tôi im lặng nhìn mẹ kế một hồi lâu, bà đưa tay lên gạt nước mắt. Lúc này tôi muốn nói với bà ta về việc dì mới nói, con về nhất định sẽ nói với anh Phong. Nhưng dì cũng biết pháp luật có nhiều việc, tình cảm thì không thể chen ngang được, nên con không dám hứa trước với dì việc gì. Mẹ kế nói với tôi: Lan à, dì cảm ơn con. Dì không đòi hỏi gì ở con hết. Xưa nay dì đối xử với con không tốt. Lần này dì thật lòng xin lỗi con. Mong con mở lòng tha thứ cho dì. Căn nhà chung cư đó dì không lấy lại nữa, con cũng không cần phải trả lại cho dì. Dì cứ lấy lại căn hộ đó đi. Dù sao cũng là của dì mà, đâu phải là của con đâu. Sắp tới con đám cưới với anh Phong thì bọn con có nhà riêng, có mái ấm của chúng con rồi. Việc con giúp chị Hạnh là vì con nghĩ nếu bố con còn sống, ông cũng không muốn để chị ấy phải ngồi tù đâu. Thôi, dì nghỉ sớm đi, con về đây. Tôi nói rồi đứng dậy và chào mẹ kế để ra về. Trên đường về nhà, tôi nghĩ lại gương mặt của mẹ kế lúc đó. Chắc hẳn từ lúc hay tin Hạnh bị cảnh sát bắt cùng ông Khôi, mẹ kế đã khóc nhiều lắm. Đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng đó chứng minh việc tôi đang nghĩ là đúng. Không biết từ lúc nào tôi đã không còn ghét mẹ kế nữa. Tôi đã tha thứ cho bà ấy từ lúc nào không hay. Về tới nhà, anh Phong còn đang chuẩn bị ra ngoài. Tôi nói với anh: Anh Phong, việc của Hạnh anh có thể giúp chị ta. Tôi còn chưa nói hết lời muốn nói thì anh Phong đã ngắt lời tôi: Anh biết là em đang muốn nói gì. Em yên tâm, cô ta không sao đâu. Hiện tại thì cảnh sát vẫn còn đang làm rõ và lấy lời khai của cô ta. Nếu Hạnh không có liên quan gì đến những việc làm phạm pháp của bố cô ta thì em có thể yên tâm, tối nay cô ta sẽ được về nhà. Em cảm ơn anh. Gì mà phải cảm ơn. Thôi anh đi đây. Nhớ chiều tới nay em có hẹn đi dự tiệc cùng anh đấy nhá. Anh sẽ về đón em lúc 6 giờ. Vâng ạ. Nghe anh Phong nói là Hạnh có thể sẽ được tha nếu chị ta không liên quan gì tới ông Khôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại không cảm thấy thoải mái. Có nhiều lúc thực sự là tôi ghét mẹ con họ, nhưng khi thấy mẹ kế khóc lóc và xin tôi tha thứ, tôi lại cảm thấy tim mình mềm yếu tới khó tin. Đúng ra tôi phải dứt khoát với mẹ con họ, nhưng không biết tại sao tôi lại không thể làm được việc đó. Tôi bước đến và cắm lên hai bát nhang đặt trước di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ rồi nói: Bố ơi, có phải là bố muốn con tha thứ cho mẹ kế không? Bố không muốn con hận bà ấy, đúng không hả bố? Đôi mắt bố vẫn nhìn tôi mà không chớp mắt. Ánh mắt hiền từ đó của bố trong bức ảnh thờ không có gì khác so với trước đây, những ngày khi bố còn sống. Bất chợt tôi khóc nức lên, Khóc mà không tài nào có thể ngăn cho hai dòng nước mắt ấy thôi đừng trực trào ra khỏi mắt, lan dài xuống gò má, rơi từng giọt xuống cằm và xuống sàn nhà lạnh băng kia. Đôi chân tôi trở nên mềm nhũn, yếu ớt và không đứng vững nổi mà tôi ngồi sụp xuống đất. Bố ơi! Tôi vừa khóc vừa gọi bố và rồi tôi ngước mắt lên nhìn sang di ảnh của mẹ tôi. Mẹ ơi! Có phải mẹ thấy con gái rất yếu đuối có phải không ạ? Cả hai người nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nhưng tôi lại đang hình dung trong đầu mình hình ảnh của bố mẹ đang cười với tôi giống như trước đây khi cả hai còn sống. Tôi đứng lên và gạt nước mắt rồi quay người lững thững đi vào phòng ngủ. Tôi không muốn để anh Phong mất vui khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối tới mức khó tin thế này. Tôi ngủ một giấc đến tận chiều. Khi chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi mở mắt ra và với tay lấy cái vật dài màu đen đang phá giấc ngủ của tôi đưa lên tai. Em nghe đây. Em ngủ sao? Mau dậy đi tắm mặc đồ. Không cần phải diện quá đâu em. Em cứ mặc đồ bình thường thôi. Em thấy thoải mái là được rồi. Không cần phải trang điểm đâu. Gì chứ? Đi ăn tiệc mà không trang điểm, không ăn mặc đẹp thì em thấy cứ thế nào ấy. Anh muốn em là chính em. Dù em không đẹp, không trang điểm thì trong mắt anh em vẫn luôn là đẹp nhất. Vâng ạ. Nói xong Phong tắt máy. Tôi mỉm cười thấy hạnh phúc khi nghe anh nói những lời vừa rồi. Hạnh phúc của tôi chính là được nghe anh nói những lời yêu thương ấy, được anh nâng niu. Dù sau đám cưới có khó khăn hay vất vả đến đâu, tôi sẽ vẫn luôn mỉm cười vì biết rằng anh Phong sẽ luôn mãi mãi ở bên tôi, cùng tôi bước đi đến cuối cuộc đời này.